tay bà đẹp quá à. Bà làm đâu ạ? Bà chỉ tôi đi. Làm ở spa đắt tiền lắm đó. Nước của bà này. Mua có lon nước à. Mà chậm chạp lề mà. Ủa rồi ly đá đâu? Canteen hết bán rồi nên là... Canteen hết bán? Mày không biết ra ngoài đường mà mua hả? Đã không xinh đẹp rồi mà còn đần độn nữa. Trời nóng như vậy, mày không mua ly đá là muốn để tao chết khát hả? Nghe rồi thì đi đi, sao còn đứng đó chi nữa? Nhưng mà sắp tới giờ vô học rồi. Cái đó là chuyện của mày, không phải là chuyện của tụi tao. Bây giờ sao? Bây giờ mày muốn đi mua nước hay là muốn ăn đồng? Được rồi, tôi đi. Ê, mày nhìn trời nó đi ơi. Kìa, y chang con lật đật luôn á. Không y con Nana nhà tao vậy đó. Ủa con Nana nhà mày là con là gì? Con dịch đẹp đó má, thú cưng nhà tao. Hay đó mẹ. Bạn bè mà đối xử với nhau như nô lệ, vậy là không được đâu mấy friend. Mày là con nào? Có biết tao là ai không? Nhìn mày là biết thể loại nào rồi. Khỏi cần giới thiệu. Hả? Nếu như mày đã biết tao là ai thì nên né xa ra một chút. Đừng có mà bày đặt xíu mũi vô chuyện người khác. À, hay là mày cũng muốn như nó, làm chân sai vật cho chị đây. Nắm đấm của tao thường không cảnh báo chút điều gì đâu. Mày vô lớp kìa. Coi như là mày hên lần này. Về chỗ tụi bay. Các em ngồi xuống đi. Ê Tuấn, gì? Nghe mấy anh chị có trên nói mà cô này bá dữ lắm á. Gì ghê vậy bà? Tôi cũng nghe nói lớp này quậy dữ lắm. Tôi không có chỉ dữ thôi đâu, tôi còn thính tai nữa. Cho nên mấy cô cậu có nói xấu gì tôi á là tôi nghe được hết đó. Hiểu không đó? Cô xin giới thiệu với cả lớp, cô là Thư. Từ hôm nay cô sẽ là chủ nhiệm mới của lớp học trong năm nay. Còn chuyện này nữa, do bạn Vi là bạn mới chuyển đến lớp của chúng ta, cho nên để tạo điều kiện cho bạn Vi thích nghi với môi trường mới thì cô sẽ tạm thời bầu bạn Vi làm lớp trưởng. Sau một tháng theo dõi thì cô sẽ cho cả lớp bầu lại lớp trưởng mới. Vậy hen. Minh, dạ thưa cô, em có một thắc mắc là trong lớp mình có được đem đồ ăn hay là nước uống không cô? Tất nhiên là không rồi. Vậy mà nãy giờ em thấy bạn Minh uống nước nhiều lắm cô. Minh! Dạ em không... Em cầm cái lon lên đây rồi đi lên bảng đứng cho con hết cái tiết học này. Dạ. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học tiết học đầu tiên. Các em lấy tập ra đi ha. Ê, con nhỏ này nó cũng thú vị đó. Tao thấy nó mới chuyển vô lớp mà nó ra vẻ quá à. Để tao coi, nó ra vẻ được bao lâu. Là đáng ghét mà. Nó dám làm tao bẻ mặt trước cả lớp. Cũng tại vì nó mà tao bị cô phạt đứng hết nguyên tiết. Bây giờ thấy hai cái chân nó nhức nhức rồi nè. Tao phải nghĩ cách giải thù nó mới được. Ê mày, nhìn mặt bà tôi thấy sợ quá à. Bà làm tôi sợ đó mày. Hai tụi bay nghĩ cách giúp tao coi. Ê nhỏ kia, lại biểu. Lại mấy tỷ tỷ biểu mày.
Dạo này mày ngon ha. Mày dám nghe lời con Vi để chống lại tao. Bộ mày tưởng nó có thể bảo vệ được cho mày hả? Tôi không có. Vậy thì mày chuộc tội đi. Mày nên nhớ, mày không nghe lời tao thì hậu quả như thế nào mày biết rồi đúng không? Nghe rõ chưa? Nhớ kỹ nha mày. Vài nét về tiểu sử và con người của Nam Cao. Nam Cao sinh năm 1917, mất năm 1951. Tên khai sinh là Trần Hữu Tri, sinh trong một gia đình nông dân ở làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân. Nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bây giờ thì mình sẽ tóm tắt cái tiểu sử của nhà văn Nam Cao ở trên bảng để các em dễ nắm nha. Tay bị liệt hay gì? Con nhỏ này mày. Chuyện gì ông ao vậy? Cô ơi, cô coi nè, tự nhiên em đang viết bài mà bạn Vi chọi tập làm tập em bị bung nó hết trơn luôn rồi nè cô. Dạ thôi cô. Tại vì bạn Mai bắt bạn Tâm chép bài giùm nên em chỉ trả lại tập cho Mai thôi cô. Có đúng như vậy không? Dạ không có. Có chuyện đó không Tâm? Dạ. Dạ không có ạ. Rõ ràng là có mà cô. Nếu mà cô không tin á thì cô có thể lấy tập bạn Mai kiểm tra, chữ trong đó chắc chắn là của bạn Tâm. Cô, không có đâu cô, em đợi nào em làm mấy cái đó. Đưa tập cho cô. Dạ thôi cô. Đưa đây. Không có. Thôi mà cô. Đưa đây. Không có. Cô. Đây đúng là nét chữ của bạn Tâm. Tại sao vậy Mai? Ủa nhưng mà em nghĩ em cũng đâu có làm gì sai đâu cô. Tại cô không biết thôi. Cái này bạn Tâm tự nguyện mà. Bạn tự nguyện chép bài cho em có trả công cho bạn. Tại vì bạn nó nhà nghèo lắm cô ơi. Cô không biết thôi. Ba nó làm phụ hồ, còn mẹ nó hả còn đang hả phụ bếp cho gia đình em nữa. Em là đang tạo công ăn việc làm cho bạn đó cô. Rõ ràng là ức hiếp người ta mà còn chói nữa. Đúng là không có liêm sỉ. Ui. Trời ơi trời, ý có tiền sỉ nhục người khác hết trời. Trời ơi, bởi người ta nói giàu tiền giàu bạc mà nghèo nhân cách thì bức. Đúng đó bà. Luật nhân quả không chịu một ai. Đúng rồi đó. Trời ơi, nói yên lặng. Em ý gia đình mình khá giả, rồi nghĩ luôn mình có cái quyền bắt nạt chèn ép bạn bè như vậy là không đúng. Còn nữa, đang trong giờ học, không tập trung nghe giảng, cũng không lo chép bài giống như mấy bạn. Bạn May sẽ bị chép phạt 10 lần bài học hôm nay. Và nếu còn tái phạm, em sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm. Thôi cô tha cho em lần này thôi mà cô. Ngày mai em nộp bản chép phạt có chữ ký phụ huynh cho cô. Thôi. Nếu không, mời phụ huynh lên gặp cô. Cô tha cho em. Không có nói nhiều nữa, cả lớp học bài. À, còn bạn Vi, từ nay có chuyện gì cũng phải nói trước với cô. Không có tự ý động tay động chân vậy nha chứ. Dạ. Đi về, đi về. Xong năm tiết rồi. Ê, trà sữa không fan. Ôi, về đếm thông má la. Đúng là con trai cưng của mẹ. Thích cắn kẹo, thích ke. Ba mẹ gọi có mặt riêng bạn bè nói là nó không nghe. Nói như nè, thật ra có một sự thật ở đây là tiền không có thể mua được. Đó là sự nghèo khó. Trời, tưởng gì, hôm nay tôi bao. Trời ơi, sướng gì ta. Ê bạn, tôi bây giờ đang ở một cương vị mới rồi. Đó, so với tôi của 2-3 phút trước là đúng là một sự nhảy giọt luôn. Sao nói nhiều quá vậy, cuối cùng có đi không? Đi, 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 đi. Tưởng ai, hóa ra là bạn May giàu sang xinh đẹp.
Kiếm tao có chuyện gì? Thì ra là mày cũng biết tao giàu sang xinh đẹp hả? Vậy sao mày cứ thích xen vô chuyện của tao hoài vậy? Tao đâu có xen vô chuyện của mày. Tao chỉ là đang bảo vệ bạn bè trong lớp thôi. Cái đám nghèo đó, mà mày bảo vệ cái gì? Xạo xạo, mày chỉ đang thể hiện với tụi nó thôi. Mày nghĩ sao cũng được, tao không quan tâm. Nhưng nếu mà mày vẫn thích bắt nạt bạn bè trong lớp thì tao vẫn còn thích thể hiện đó. Được thôi, ở trong trường mày có cô bảo vệ, ra ngoài trường mày mạnh miệng được cỡ nào. 5 giờ chiều nay hẻm bên hông trường tao đợi mày đó. Sao rén rồi thì nói đi cưng. Bây giờ đi luôn đi. Ê mày, mày. Gì? Bộ mày để đánh thiệt luôn á hả? Bộ mày tưởng tao chỉ biết nói thôi hả? Ờ được rồi đi. Rồi sao? Giờ tụi mày muốn gì? 3 chọi 1, không chột cũng què. Giờ mày chọn đi. 1 là bị què, 2 là từ chức. À, hóa ra kẻ chuyên bắt nạt người khác cũng có đam mê làm lớp trưởng nữa hả ta? Tao không chọn cái gì hết thì làm sao? Mày, tao cho mày 5 chai, mày từ chức rồi đưa tao lên. 5 chai? Ôi, mê tiền rồi, con mắt sáng trưng luôn kìa. Mê rồi. Tới 5 triệu lần đó, muốn lấy lắm đúng không? Mày nghĩ là tao cần tiền của mày lắm hả? Nếu mà để mày làm lớp trưởng á, chắc chắn mày sẽ bắt nạt thêm nhiều bạn khác nữa. Mà tính tao thì rất hay ngứa mắt. Được thôi, đúng là cái thứ không biết thức thời. Mày chọn thì mày chịu đó nha. Hai tụi mày đánh nó cho tao. Lên đánh nó đi, lẹ lên. Mày biết võ hả? Coi như mày ngon, đi tụi bay. Từ nay về sau nhớ chừa như mấy đứa kia. Ê con đi. Mày làm cái gì vậy? Cười gì? Bộ mày đang chọc điên tao hả? Ỷ làm lớp trưởng rồi muốn xen vô chuyện của tao hả? Để tao coi ngày hôm nay còn có ai cứu được mày nữa hay không. Quay được chưa? Nét căng, âm thanh cực chuẩn như phim chiếu rạp luôn. Tụi mày đang làm cái gì vậy? Nãy giờ tụi tao đã quay lại hết và gửi cho cô chủ nhiệm rồi. Tính livestream á mà sợ hot quá. Mà tôi công nhận nha, bà cũng gan dạ thiệt đó. Mới vô lớp mình thôi á mà dám đứng lên chống lại đám con mày rồi. Tôi á là tôi cũng ghét cái đám đó từ lâu rồi. Chẳng qua là chưa có cơ hội để mình thể hiện ra thôi. Chứ phải chi mà. Vậy tôi dắt bà gặp tụi nó thể hiện nha. Chết tụi bậy bà, không được đâu á. Mà tôi nghĩ là sớm muộn gì cái đám nó cũng kiếm chuyện với bà thôi. Chứ nó không có để bà yên đâu. Cái gì vậy? Bởi vậy tôi mới cần bà giúp. Hả? Tiêu rồi, mẹ tôi biết được đánh tôi chết. Chết rồi, có khi nào tôi bị mời phụ huynh không? Thiệt là hết nói nổi các em mà. Ba mẹ các em cho tiền ăn học là để tụ tập đánh nhau vậy hả? Cô ơi, oan cho tụi em quá à. Tụi nó gài bẫy em á cô. Quan cái gì? Cái clip rành ranh đó là quan cái gì? Em còn chối hả mày? Em xin lỗi cô, tha cho em lần này đi cô.
Cô ơi, cô tha cho tụi em đi cô. Tụi em không dám nữa đâu. Cô đừng có mời phụ huynh tụi em nha cô. Không được. Ngay bây giờ cả ba em ngồi đây viết bản kiểm điểm cho tôi. Đợi phụ huynh lên rồi giải quyết. Ồ, cô ơi. Thôi chết tao rồi. Kỳ này không những không được điện thoại mới mà còn bị cắt hết tiền tiêu vặt luôn cho coi. Còn Vi, tao sẽ không tha cho mày đâu. Chửi mình hết ta. Kệ đi. Ê, ba thằng kia. Trời ơi, giờ học không lo học chơi game làm sao? Tôi biết cô bây giờ đó. Các em cần ghi nhớ ở cái tác phẩm này những cái điều này. Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ làm cơ sở. Dạ, dạ thôi cô cho em vào lớp. Vì tuần này em đi trễ 3 lần rồi đó. Làm cái gì mà trễ hoài vậy? Dạ em xin lỗi cô. Em bị phạt tuần sau. Vệ sinh lớp cả tuần cho cô. Về chỗ. Dạ em cảm ơn cô. Xin chào nữ hoàng đi học muộn nghe nghe. Giỡn xíu mà, đánh dữ à. Thì tôi cũng giỡn thôi mà, đồ yếu đuối. Tiết học sáng nay các em sẽ thực hành làm bài tập mà hôm trước cô đã hướng dẫn. Bây giờ các em lấy bài tập ra làm bài đi. Sau đó cô sẽ quay trở lại và gọi lên trả bài. Ê bà Vi, chỉ với tụi bài này đi. Ê đúng rồi đó, mấy bài này khó quá, không biết làm sao chứ. Trời đất ơi, cứ từ từ rồi ai cũng tới lượt. Mấy cái bài này với ẹc à, tôi làm hết trơn rồi. Nè, đây. Nhiều vũ khí mới là nó, là cái này là lộng thêm nó vô. Ê, nhìn con nhỏ đó cơ, thấy ghét quá. Từ lúc mà có nó vô lớp này hả, chả ai coi tao ra cái gì hết trơn. Tại nó đó, dám đối đầu với lại tụi mình, nên giờ đâu ai sợ tụi mình nữa. Đúng rồi đó, giờ bà tính làm sao? Tao không tin là nó không có điểm yếu. Chắc chắn nó phải sợ một cái gì đó. Hai tụi mày á, lo mà coi, điều tra thử coi điểm yếu của nó là cái gì, để kiếm cách chơi nó, nghe chưa? Ok. Thôi. Vậy tao cũng lỡ xé tập mày thôi. Nè, nhưng mà cái này tao đang xài nha. Ủa kệ mày chứ. Ủa? Cái gì như cái chợ vậy? Cô ơi, em đang viết bài mà bạn Vi xé tập của em. Nè, cô nhìn nè. Tại vì bạn May chợ giấy chúng em á cô. Chúng mày hồi nào? Chúng túng chứ bộ. Trời ơi, vậy là mày khai luôn rồi hả? Sao? Đúng không? Cả hai em lặng hết đi. Không có cãi nhau nữa. Cả hai em viết bản kiểm điểm hết cho tôi. Dạ. Tôi đi học trễ, bởi vậy đâu kịp ăn sáng đâu. Bây giờ có hộp cơm ngon quá. Trời ơi, bà ăn món gì ngon quá vậy? Ừ. Xin giới thiệu với hai người, đây là món thịt kho trứng do đích thân tôi nấu đó nha. Ôi, bà giỏi quá vậy? Nhìn ngon quá à. Ê, cho tôi miếng ăn thử đi. Ok. Vậy là hôm nay Trang đã được thưởng thức món Vi nấu. Ê, xin cục nha. Chứ nổi nè. Bà nấu á, bà có lỡ tay bỏ cái gì hơi nhiều không? Không,
Đó, giờ tôi nấu món là cũng vừa vị hết á. Trời ơi, mặn chát vậy cha. Gì? Ôi. Ông có biết là tôi nấu ăn ngon nhất nhà không hả? Bà ăn thử đi. Mấy người này không biết thưởng thức món ngon vậy chưa? Sao ngon không? Ngon sao không? Thôi ăn đoạn của tôi đi nè. Cảm ơn. Đây, xin trân trọng nói cho hai bà bếp cái hộp cơm mà của ai biết không? Ai? Của ghệ tôi đưa cho tôi á. Trời ơi, nó có ghệ luôn. Chứ sao? Dữ vậy sao? Chứ không phải nãy ông mua cơm ở căng tin ông bỏ vô hộp hả? Mày đã có ghệ đồ ha. Quê là quê, là quê chung mình quê nhiều. Quê là quê, là quê chung mình quê quá. Mày ăn đi. Ê, mà lát nữa tụi mình qua nhà bà Vi học nhóm nha. Ừ, tôi cũng chưa qua nhà bà Vi. Ý kiến hay. Gần nhà tôi á có nguyên một cây xoài siêu nhiều trái luôn. Có gì tôi hái cho ông bà ăn thử nha. Vui đã quá nhở. Minh, mày có bỏ đúng vô hộp cơm của ông Vi không vậy? Thì yên tâm đi, chính tay tao bỏ vô mà. Vậy sao nó ăn ngon lành vậy? Không lẽ nó không thấy ghê? Hay là nó không thấy ta? Cái thằng ăn bụng chả bá không thấy sao được. Thôi đi. Mày, mày dám bỏ con thằng lằn vô hộp cơm của tao hả? Ủa, sao mày khẳng định là tao bỏ con thằng lằn đó vô hộp cơm của mày? Mà ở đây có biết bao nhiêu người, lỡ đâu con thằng lằn nó tự chui vô hộp cơm của mày thì sao? Chui sao được mà chui? Con thằng lằn đó rõ ràng tao bỏ vô cơm của mày mà. Vậy là tụi bay thừa nhận rồi nha. Mày được lắm. Tao không bỏ qua chuyện này đâu. Đi. Ê bà Vi, sao bà biết là tụi nó bỏ thằng lặng vô hộp cơm của bà hay vậy? Hân. Hử? Cái thứ tao kêu mày chuẩn bị có chưa? Chuẩn bị gì? Ủa mày bị đau mắt hả? Mày nhờ tao gì? Mày nhờ tao đi mua thuốc nhỏ mắt hả? Con thằng lằn. À, con thằng lằn thì mày nói là con thằng lằn. Mày cứ hả chớp chớp mắt, tao tưởng mày bị đau mắt không đó. Rồi nó đâu? Nó trong túi tao nè. Ôi mày biết rồi hả, để tao tìm được cái con thằng lằn này khó lắm không? Tao phải nhờ ông anh của tao hả bắt giùm đó. Trời ơi, tao nghĩ tới cái cảnh tượng mà để cứu thằng lằn này tao mắc ói quá. Được rồi, Minh, lát nữa mày lẻn vô lớp kiếm đúng hộp cơm của con Vi rồi bỏ con thằng lằn này vô cho tao. Thôi thôi thôi, tao sợ lắm, hai đứa bay làm đi. Ủa, mày để hai đứa gái tao làm luôn hả? Mày phản cha em vậy? Ủa, thì tao cũng là con gái mà. Vậy mày có làm không? Tao làm. Kỳ này tụi mình sẽ được chứng kiến cảnh con Vi nó la hét sợ hãi giữa cả lớp. Chắc chắn nó sẽ bị bẻ mặt cho coi. Trời ơi, tao tưởng tượng tới cái cảnh hả, con Vi nó cầm một cơm, cái nó mở hộp cơm ra, nó thấy trong đó một con thằng lằn. Ê, ê, chờ tao với. Hay không? Đi. Nghĩ mà tức quá. Cái con nhỏ Vi đáng ghét đó. Cũng tại vì nó mà tao bị cả đám cười vô mặt. Nhục thiệt chứ. Ê, ê, tụi mày ai giống nhỏ Vi quá vậy? Ủa, phải nó không? Ê, nói chứ ai nữa. Mà nó làm gì trong đó hả ta? Không lẽ nó vô trong đó nó mua đồ? Mày không thấy nó mặc đồng phục của nhân viên hả? Chắc chắn
chắn là nó đi làm phụ ở đây rồi. Hóa ra cũng chỉ là một con nhỏ nhà nghèo mà bày đặt lên mặt với tao. Đi tụi bay, vô đó cho nó biết thế nào là lễ độ. Tụi bay thấy tao nói có đúng chưa? Cỡ như nó chỉ có đi làm thêm cho người ta thôi, chứ tiền đâu mà đi mua đồ. Nhìn cái tướng bán hàng bần bần hợp với nó ghê luôn á trời. Học hành chi nữa, tao thấy nghề này hợp với mày lắm luôn á. Hôm nay ba bạn tới đây để mua đồ hả? Đồ ở đây vừa đẹp mà giá lại còn phải chăng nữa. Mà chắc ba bạn cũng không quan tâm tới giá đâu ha. Miễn là đồ đẹp là được đúng không? Ừ, đương nhiên rồi, tao sẽ lấy cái mắc nhất ở đây. Wow, hai bạn sướng thiệt luôn á. Có được một người bạn thân như mày. Chắc là hôm nay bạn ấy dẫn hai bạn tới đây để tặng quà cho hai bạn đúng không? Mày, cô Vy nó nói đúng không? Là bây giờ tụi tôi muốn mua gì trong này cũng được phải không mày? Ê, mất cái này từ lâu lắm rồi đó. Cái này nữa. Lấy hết đi. Được rồi, vậy bây giờ mày lấy lắc chân ra đây cho tao thử đi. Ok quý khách. Nếu mà lựa hết cái đống lắc chân trong shop này á thì mày cũng đâu vừa lòng đâu hả? Mày cố tình tới đây để phá tao chứ gì? Làm gì có, tao chỉ đang lựa món đồ mà tao thích thôi mà. Không lẽ mày không muốn phục vụ thượng đế hả? Đừng có để tao nói với chủ của mày đuổi việc mày đó. Mày cứ mép đi, ở đây có camera mà. Mày ra tính tiền. Nhiều đây thì chắc không có nhiều lắm đâu ha. Để tôi tính cho. Đây, đồ của mấy bạn đây nè. Còn nữa, bên đây nữa. Trời đất ơi, cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ sớm nha. Lần sau nhớ ghé nữa đó. Trời ơi, tôi số mình đã tay quá. Cảm ơn mày nha, cảm ơn mày. Đi. Chào quý khách ạ. Hôm nay mình bán được nhiều hàng vậy, chắc là chị chủ sẽ khen. Wow, cô gái bán hàng hôm nay đi học đúng giờ quá ta. Chắc là do hôm qua tụi này ghé shop mua hàng cho nên được chủ shop cho về sớm đúng không? Ủa mà nói gì? Bán hàng gì đây? Ủa, mấy người là bạn nó mà mấy người không biết gì hả? Chắc là xấu hổ quá nên tính giấu đây mà. Nó là phụ bán ở cái shop VV House gần nhà tôi nè. Hóa ra cũng chỉ là một con nhỏ nghèo nàn mà bày đặt lên mặt ký tao. Mày đó cũng chỉ xứng quỳ với chân tao như lúc mày đeo lắc chân cho tao mà thôi. Nghèo thì sao? Tao quỳ xuống ít nhất cũng kiếm được đồng tiền chân chính. Còn mày suốt ngày dòi tiền ba mẹ để xài. Nhưng mà ít nhất tao có phước, tao được ba mẹ tao cho tiền xài, chứ không có giống như ba mẹ của mày. Mày nói gì đó? Mày có ngon thì đụng vô tao một lần nữa coi. Đụng vô mày chỉ làm dơ tay tao thôi. Đứng ra. Nè, mày có biết cái cặp này bao nhiêu tiền không hả? Cả tháng đi làm của mày chưa chắc mua được đó. Đây, cặp của tiểu thư nè. Không hư hỏng gì nha. Trời
Trời, tôi không ngờ bà giỏi vậy luôn á. Trời, ngưỡng mộ bà ghê nha. Ê, không mấy bữa nào hả, bà cho tôi qua chỗ bà tham quan với mua đồ nha. Hứa là không có phá đâu. Ok luôn, nếu mà tới tham quan rồi đó, nhớ mua đồ chỗ đó nha. Vừa okay. Rẻ vừa đẹp. Tiếp đi. Học sinh nghiêm. Các em ngồi xuống. Cô ơi, em bị mất tiền rồi. Sao mất? Mẹ em mất bao nhiêu? Dạ em mất 500 ngàn. Sáng nay mẹ em mới đưa cho em mà bây giờ không còn nữa cô. Cả lớp, có bạn nào thấy bạn Hân rớt tiền ở đâu không? Cô ơi, em nghĩ nên cho xét cặp đi cô. Biết đâu trong lớp mình có người tham lam rồi làm liều. Em không muốn học chung với những người xấu tính như vậy đâu cô. Đúng rồi đó cô, bây giờ chỉ cần lục cặp là biết ai lấy liền đó cô. Nghe nè, cô không muốn lục cặp của các em bởi vì cô tin các em đã lớn hết rồi, có ý thức để biết được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Vì vậy trước hết bạn Hân kiểm tra lại coi có quên hay là rớt ở chỗ nào không. Còn các bạn khác, có ai đi chung với bạn Hân thấy bạn Hân rớt ở đâu không? Không có đâu cô, em chính là người đi chung với bạn Hân. Không bao giờ bạn Hân giục tiền lung tung hết cô ơi. À, chắc chắn là bạn Vi đã giấu tiền của bạn Hân rồi. Tại vì sáng nay bạn Hân làm rất cập, chính bạn Vi là người đã lụm lên. Tại sao mày khẳng định là tao làm? Thì ai mà biết được, chỉ có mày đụng vô cặp của nó. Giờ nó mất tiền, không mày thì là ai? Các em bình tĩnh, để chuyện đó cô giải quyết. Dạ cô ơi, cô cứ cho xét cặp em đi ạ. Làm gì có ai lấy tiền mà còn để lại tiền vô trong cặp. Chắc chắn là nó đã tiêu tán hết rồi cô ơi. Trật tự. Chuyện này cô sẽ tìm cách rồi báo lại cho cả lớp. Các em không được nghi ngờ lẫn nhau như vậy. Tôi chào cô Thư. Tôi xin phép được gặp em Hân để gửi lại tiền thối. Hồi nãy mấy mua đồ hết 20 ngàn nhưng lộn tờ 500 ngàn. Tiền thừa hả chị? Dạ đúng rồi. Hân. Dạ cô. Em nhớ rồi, sáng nay á em có mua đồ dưới canteen mà em đưa nhầm tiền đó cô. Vậy em đi ra lấy tiền của mình đi. Dạ em cảm ơn chị. Thưa cô tôi đi. Dạ cảm ơn chị. Như vậy là bạn Hân không có bị lấy mất tiền mà là do đưa nhầm cho người ta. Cô nghĩ các em cũng nên làm gì đó chứ ha. Nhưng mà thưa cô, chỉ có bạn Vi đụng vô cặp bạn Hân, em có cơ sở để nghi ngờ bạn Vi mà. Nếu như mà cô căng tin không nhớ ra đó là tiền của bạn Hân để quên để mà trả lại á, thì có phải là hôm nay chúng ta đã nghi quan cho Vi rồi hay không? Cô nghĩ dù là có hiểu lầm đi chăng nữa thì các em cũng cần phải xin lỗi bạn Vi. Mình xin lỗi bạn Vi. Tôi xin lỗi. Không có gì, mình không để bụng mấy chuyện này đâu ha. Chưa xong đâu. Từ nay về sau các em không được đem một cái số tiền lớn như vậy đi mà đi học. Nếu mà còn nữa mà có mất thì ráng chịu, không có được kêu ca gì đâu đó. Cả lớp nghe rõ chưa? Dạ rõ. Ê bà Vi, tôi mới mua chỗ hoa này đẹp không? Wow, ê đẹp thiệt á nha. Mà bà thích không? Tôi tặng cho bà đó. Thôi, tôi không có thích hoa. Với lại hả, tôi cũng không biết cách chăm sóc nữa. Tôi sợ đem nó về là nó chết chắc luôn á. Thôi bà nhận đi. Cái chậu hoa này á là tôi dùng cả cái tâm huyết của tôi để mà tôi lựa cho bà đó. Với cả tôi thấy cái bông hoa này nè nó đẹp y chân bà nên tôi mới tặng bà chứ bộ. Nghe là khoái rồi đó nha. Vậy thì tôi sẽ nhận, cảm ơn bà nha. Đẹp quá ha. Bà mà không biết cách chăm sóc á thì để tôi hướng dẫn cho bà. Đầu tiên là mình tỉa lá đi. Tỉa lá hả? Tỉa lá thì bà coi cái lá nào mà nó bị hư á hay là nó bị sâu cái bà cắt nó đi. Đó, cắt bỏ nó đi. Hoặc là cái chỗ nào mà nó nhiều lá quá bà cũng cắt bớt luôn. Để cho mình nó còn phát triển nữa. Tiếp theo rồi, tôi hiểu. Là mình sẽ tưới nước. Tôi đã chuẩn bị sẵn bình xịt nước đây. Đó, mình tưới xuống dưới gốc nè, cho nước nó thấm xuống dưới. Đây, 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 đây. Tôi tưới cho tụi mình thử đi. Đúng rồi. Dưới nữa, dưới nữa. Ok, ok.
Giỏi quá ta, mới hướng dẫn mà đã biết làm rồi đó. Ủa, ý nó tươi lên nè. Bà thấy không, đơn giản mà. Mới học thôi mà bà đã biết làm, vậy là được rồi. Đẹp hả? Xinh quá à. Trời ơi. Ê Hưng, mày coi kìa, lớp trưởng của mình hôm nay bày đặt chơi bông, chơi hoa đồ đó. Bình thường thì tỏ ra mạnh mẽ, ai dè cũng yếu đuối, bánh bèo. Ơ, nhưng mà sao tao thấy cái hoa này nó hơi héo. Để tao tưới thêm nước cho nó nha. Ui, cái gì vậy? Sao không bà? Còn đối với tao á, nếu mà cái hoa nào héo á thì tao cắt luôn. Sao? Mày, tụi mày. Đừng giận nữa mày, tao có món quà muốn tặng cho mày. Tên tên. Mày, bà thấy cái bánh này có hợp ý bà không? Khoan khoan khoan, còn thiếu cái trứng nữa mới đủ vị. Muốn bánh ngon thì cần phải có nhiều trứng hơn nữa. Mấy người làm gì vậy? Nhìn tâm như vậy mày thích quá à. Nhưng mà cái bánh như vậy á đẹp quá, mày phải chụp làm kỷ niệm thôi. Đúng. Ngẩng cái đầu lên. Cười lên. Tâm ơi, Tâm nhìn mây nè. Góc này không đẹp hơn. Quay bên kia ơi. Tâm cao lên xíu coi nè. Nhìn qua đây. Sao mày không nhìn tao? Hả? Cười lên. Trời ơi. Bánh đẹp quá à. Không biết là có đúng ý mày chưa? Đúng ý mày lắm luôn á, mày rất là thích cái bánh này. Nếu mà nói về xuất xứ á, thì truyện ngắn Vợ Nhặt này nội dung của nó là nó viết về nạn đói năm 1945, tức là năm Ất Dậu ở nước ta. Thì tiền thân của cái truyện ngắn này á chính là cái tiểu thuyết Sớm Mù Cư do chính nhà văn Kim Lân viết luôn. Ông viết ngay sau cách mạng tháng 8. Cái bản thảo của cái tiểu thuyết á nó lại bị gian dở. Tí xíu á, tới giờ ra chơi là tới giờ tin học. Có phần... Ôi, tôi sợ lắm. Thầy tin học mà bắt được á, là chết đó. Có gì đâu mà sợ. Thầy tin học á, chưa thuộc hết tên lớp mình đâu. Có gì kêu mấy đứa kia hô tên giùm là được. Với lại á, chị chủ của tôi mới cho mấy cái phiếu giảm giá trà sữa 50%. Nhưng mà chỉ áp dụng từ 8 giờ sáng tới 11 giờ trưa à. Thôi được, đi. Thôi, nhưng mà tôi vẫn sợ lắm. Trời ơi, không có sao đâu. Mình đi có tí xíu à, lo gì. Bà không đi nha, mất phần ráng chịu. Cái này là bà rủ đó nha. Ừ, nhưng mà đặc biệt là không được cho ai biết. Ok. Yo! Chúc mừng kế hoạch cấp học của chúng ta thành công. Ông bà thấy tôi nói đúng không? Trời ơi, cái chỗ này là được giảm giá tới 50% được đó. Công nhận trà sữa đi ngon ghê á, mà còn rẻ nữa chứ. Đúng là bạn của bà chủ sướng thiệt nha. Ê, bữa nào hổng mấy bà xin thêm vài phí giảm giá cho tôi đi. Ủa, đâu dư mà cho quà giống nội. Cái bà này sao thích tác động vật lý với ông ta vậy? Mấy thân tôi mong manh dễ dở. Trời ơi, dữ vậy sao? Vậy thôi cho xin lỗi nha, xin lỗi, lỡ tay. Lỡ tay mà muốn đánh bay cái nết người ta. Trời ơi, nhanh đi bà Vi, lượm cái nết của ổng lên dùng kìa. Ok, để lên mình làm. Đây, cái nết không nè. Quê là quê là quê, chung mình quê nhiều. Quê là quê là quê, chung mình quê quê. Trời ơi, cái mặt quê kìa trời. Cô cậu giỏi lắm. Dám trốn học ra đây uống trà sữa ha.
Cô, sao cô biết tụi em ở đây vậy? Dạ. Làm gì có chuyện mà qua mặt được tụi này. Đơn giản thôi mà. Lớp trưởng mà đột ngột mất tích á thì chỉ có cúp học đi chơi thôi. Cô ơi cô, những học sinh mà vô kỷ luật như vậy á thì mình cần phải làm gì hả cô? Mời phụ huynh hết đi cô. Đúng rồi đó. Im lặng đi. Vì em đang làm lớp trưởng thì ít nhất cũng phải làm gương cho các bạn trong lớp noi theo chứ. Đằng này em lại rủ rê các bạn cúp học ra đây uống trà sữa là sao? Dạ em biết lỗi rồi, em xin lỗi cô. Lớp trưởng mà vi phạm thì phải phạt nặng gấp đôi nha cô. Mày, em đừng có nghĩ rằng mình không có vi phạm gì hết nha. Tôi được biết là em rất hay bắt nạt bạn bè. Thôi được rồi, tất cả các em, những người có mặt ở đây, theo tôi về trường, lên phòng giám thị, nhanh. Dạ. Cô. Đó, chơi mét, chơi mét. Đáng rồi. Đúng là kiếp nạn thứ 82. Thiệt là hết nói nổi các em mà. Các em không lo ngoan ngoãn học hành, hết đánh nhau rồi tới trốn học. Các em không thương ba mẹ của mình hả? Nãy giờ cô đã gặp ba mẹ các em rồi. Tôi cũng đã nói với họ là sẽ hạ một bậc hành kiểm các em hết. Dạ thôi mà cô, tất cả các bạn là do em rủ đi chung, nên nếu mà có phạt á, cô phạt mình em được rồi cô. Đương nhiên là em sẽ bị phạt nặng nhất. Còn lại các em cũng sẽ bị phạt hết. Cho nên em khỏi có thể hiện anh hùng ha. Dạ em xin lỗi cô. Tất cả các cô cậu, ngồi đây viết bản tường trình, bản kiểm điểm hết cho tôi. Dạ. Ba tốn tiền cho con vào cái trường tốt, cho tiền con học hành đàng hoàng, chứ không phải để con lập bè lập phái hư hỏng như vậy. Dạ con biết lỗi rồi ba. Cái nhiệm vụ của con á chỉ là học. Học làm sao để ba đừng có mất mặt chứ. Bây giờ con không chịu học á thì làm sao thi đậu vào trường kinh tế được. Nhưng mà con không có thích học kinh tế. Con không thích học kinh tế thì con học ngành gì? Ba kinh doanh mà. Ba đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để cho con. Con thi đậu vào trường kinh tế, học hành cho thật tốt, sau này ra trường về nhà làm công ty của mình. Đó không phải là điều tốt sao? Không sung sướng hơn những bạn bè của con sao? Như vậy không chịu á thì con muốn cái gì nữa đây? Kể từ ngày hôm nay, ba cấm con không chơi bời với những bạn bè lêu lỏng phá phách hư hỏng như vậy nữa. Phải biết chọn bạn mà chơi nghe chưa? Nhìn gì mà nhìn? Bộ chưa từng thấy người khác bị ba mẹ mắng hả? Chưa. Ta mồ côi mà. Suốt ngày học. Thiệt tình á, là tôi không có thích học xíu nào á. Tôi không có thích cái ngành kinh tế mà ba tôi cứ bắt tôi học hoài. Ồ, vậy mà đó giờ tôi cứ tưởng là bà May ở nhà là con gái cưng, được cưng chiều dữ lắm chứ. Ai dè, cũng bị mắng như người thường ha. Ai nói, ba tôi cưng tôi lắm á. Tôi muốn gì ba tôi cũng cho hết á. Ồ, vậy sao nãy ba bà la bà dữ vậy? Thì... tại vì ba tôi sợ tôi làm mất mặt. Lúc nào hả, ba tôi cũng muốn tôi là một đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học giỏi, để ba tôi nở mày nở mặt với bạn bè. Nhưng mà tôi chỉ thích làm MC thôi. Còn ba tôi hả thì muốn tôi học kinh tế để sau này có thể nối nghiệp ba tôi. Còn tôi thì thích làm bác sĩ lắm, nhưng mà do ba tôi là bên xây dựng á nên cứ bắt tôi theo ngành thiết kế. Ủa, còn bà Vi, bà thích làm cái gì? Nói tới ước mơ của tôi hả? Ừ. Tôi có một ước mơ cũng nhỏ à. Tôi ước á là sau này mình có thể mở một quán ăn sáng nhỏ. Quán ăn sáng nghe cũng hay. Mọi người biết sao không? Buổi sáng là cái bữa quan trọng nhất trong ngày luôn. Nếu mà không ăn sáng á thì mình sẽ cảm thấy cơ thể rất là mệt mỏi, với lại không có năng lượng á. Nên tôi muốn mở quán ăn sáng vậy để cho mọi người tới ăn. Nè nha, tôi nấu ăn cực kỳ ngon luôn.
Với lại á hả, tôi còn nấu được nhiều món nữa. Nên nếu mà mở quán thì tôi sẽ được nhìn thấy mọi người hạnh phúc nè, vui vẻ khi được ăn đồ ngon. Cũng hay. Nhưng mà hiện tại ước mơ đó tôi vẫn chưa thực hiện được. Ủa? Sao vậy? Tại bà có khó khăn gì bà nói tụi tôi nghe đi. Tại tôi bà có làm sao thì nói ra đi. Tôi làm sao bà nói tôi nghe đi. Bị gì? Tại tôi không dậy nổi. Ủa, bộ ba mẹ bà không bắt bà làm gì luôn hả? Ba mẹ tôi mất từ lâu rồi. Từ nhỏ tôi sống chung với bà nội á. Gì vậy mọi người? Tự nhiên nhìn tôi với ánh mắt đó. Cứ yên tâm đi, tôi đã tự dặn với lòng mình là phải mạnh mẽ rồi. Đặc biệt á là tôi phải cố gắng mạnh mẽ như vậy để không bị bắt nạt, và còn phải bảo vệ bà nội tôi nữa chứ. Tội nghiệp bà quá à. Thương bà ghê luôn á. Tôi xin lỗi bà nha. Vậy mà đó giờ tôi toàn kiếm chuyện để bắt nạt bà không à. Có gì đâu, bây giờ tụi mình là bạn với nhau rồi, chung lớp nữa nên phải giúp đỡ nhau nha. Đặc biệt đứa nào còn gây sự, đứa đó là cún. Ok. Mấy anh chị kia, cứ phạt lên hành lang mà ra đó làm gì á? Cút vô, Phi đang dập chứng đi. Đi mọi người đi. Thiệt hết nó nổi mà. Bà Mai, lau chỗ này chưa sạch kìa. Mệt quá à. Ở nhà tôi không có bao giờ làm mấy cái chuyện này hết trơn á. Bà không làm thì ai làm? Giúp việc nhà tôi nhiều lắm. Một người thì nấu ăn, một người thì làm vườn, một người thì lái xe. Tôi chỉ lo học thôi à. Ôi, nhà bà nhiều giúp việc vậy, chắc là thuê họ tốn tiền lắm ha. Có bao nhiêu đâu. Mỗi người chắc tầm 8 triệu mỗi tháng à. Cái gì? Chỉ dọn dẹp với nấu cơm mà 8 triệu á hả? Bà có cái vị trí nào giống như rửa chén không? Bà nhận tôi vô làm đi. Bà đừng có tào lao nữa. Bà vừa phải đi học, vừa phải làm ở shop. Thời gian đâu mà tới nhà tôi làm. Được hết. Trời ơi, tôi rảnh nhiều thời gian lắm. Miễn có tiền là tôi làm à. Thôi đi, ba tôi á không có tiễn tuổi học sinh tụi mình tới làm đâu. Bà đó đừng có mà hoang tưởng nữa. Chán thiệt chứ, không biết chừng nào mới hết đi học để đi kiếm việc làm đây. Bà Vi á, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện đi làm thôi. Bà coi cái người bà có khác gì cây chổi lau nhà không? Nè nha, bà đừng có mà khinh thường tôi. Nhìn cái tướng tôi ốm yếu vậy thôi á, chứ hồi nhỏ tôi có học võ. Nhưng mà học lén của chị hàng xóm. Trời ơi, vậy sao? Hồi đó ba tôi cũng cho tôi đi học võ, nhưng mà tôi trốn không à. Vậy là bà cũng biết võ. Vậy thử đấu tay đôi 1-1 coi ai chiến thắng. Ok, tôi cũng đang ngứa tay ngứa chân đây nè. Ai thắng thì người đó sẽ là trùm lớp. Được đó. Ok, vậy để tôi làm trọng tài cho. Bây giờ bắt đầu chia phe. Tôi bên phe Vi. Qua đây. Tôi cũng bên phe Vi. Qua đây. Trận đấu sẽ được phép bắt đầu. Trời đất ơi, là ai? Ai hả? Dạ em xin lỗi cô, là em ạ. Tôi phạt các em ra đây lau hành lang, chứ không phải để cho các em đánh nhau. Thiệt hết nó nổi mà. Lau nhanh, rồi đi về lớp chép phạt cho tôi. Dạ. Quá trời quá đất. Ê bà Vi, chưa phân thắng bại đâu nha, bữa sau đấu tiếp. Ok friend. Thôi
Thôi tôi không làm nữa đâu, không biết làm. Làm đi má. Thôi. Cả lớp im lặng nào. Nghe cô nói đây. Sau hơn một tháng học tập thì hôm nay lớp chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn một bạn lớp trưởng chính thức để thay mặt cô quản lý lớp học và nhắc nhở các bạn vi phạm. Ban đầu á, cô định theo dõi các em để mà tự bình chọn ra thôi. Bây giờ ai tự tin thì cứ mạnh dạn giơ tay. Dạ thưa cô, em Xuân Phong làm lớp trưởng. Lớp trưởng thì cần phải có sức khỏe để chấn áp mấy đứa quậy như thằng này nè. Mà trong lớp này ai khỏe hơn em? Đứa nào dám nhận thì đứng lên. Thôi đi cha, cái đồ tay to não ngắn, muốn làm lớp trưởng á ít nhất phải đẹp trai như tôi. Thứ hai là phải hài hước, nói lớp nó mới nghe. Nói về cái độ hài hước á thì á lẽ tươi nữa. Dạ thưa cô, em á thì không được gì hết, nhưng mà em được cái nhiều tiền. Ba em á vừa mới mua một chiếc mẹt với hai chiếc BMW chỉ để chở người làm đi chợ thôi đó. Mấy người á mà bầu cho tôi làm lớp trưởng đi, tôi bao mấy người mỗi người một ly trà sữa từ đây đến cuối năm. Thôi, ai cũng có những năng lực đặc biệt hết, nhưng mà chưa có bạn nào cho cô thấy năng lực lớp trưởng. Còn ai khác nữa không? Nếu không thì cô sẽ bầu chọn lớp trưởng nha. Rồi, bạn Vi, có thêm bạn Vi ứng cử nữa. Như vậy là hiện tại chúng ta có 4 ứng cử viên cả lớp. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn. Bây giờ nha, cả lớp chúng ta sẽ biểu quyết bằng cách giơ tay. Ai mà có nhiều cánh tay nhất thì người đó sẽ là người được chọn. Đầu tiên là bạn Vi. Ai đồng ý bạn Duy làm lớp trưởng? Em. Rồi, tiếp theo, ai chọn bạn Tuấn làm lớp trưởng? Em cũng... Đúng là một thằng bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn tốt. Lớp này không có ai mà vận dụng nhân tài chứ. Tiếp theo là bạn May. Ai đồng ý bạn May nào? Mọi món khác được mà. Tiếp theo, bạn Vi. Wow, như vậy là đã rõ ràng rồi ha. Em không là lớp trưởng đâu cô. Sao vậy? Đây là sự lựa chọn công khai của các bạn. Cô nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để từ nay em sẽ rèn được tính kiềm chế nóng nảy, manh động của mình, và còn đưa lớp mình tiến bộ hơn nữa. Được rồi, như vậy kể từ giờ trở đi, bạn Vi sẽ chính thức làm lớp trưởng, thay mặt cô quản lý cả lớp. Các em phải nghe theo sự chỉ đạo của bạn Vi, rõ chưa? Dạ. Yeah. Lớp trưởng xin chào các bạn. Lớp chứ đâu. Ồ, vậy xoay dòng tôi coi. Tác phong nghiêm túc, sạch sẽ, hợp vệ sinh. Cảm ơn. Mà đưa tay ra coi. Đưa cái tay lên chứ. Đưa lên. Ai cho ông đem nước ngọt vô lớp hả? Ủa, cô đâu cấm đâu mà sao bà cấm tôi? Cô không cấm, nhưng mà từ nay lớp trưởng Vi cấm nghe chưa? Ông có biết cái việc á mà tàn trữ nước ngọt là hành vi vi phạm không? Đem vô lớp, lỡ đổ, ai dọn? Ai dọn? Trong lớp này chỉ được uống nước suối thôi, nghe chưa?
Ủa mà nước suối với nước ngọt nó khác nhau ở chỗ nào mà bà cấm tôi? Khác sao không khác, sao hỏi nhiều quá vậy? Hỏi nhiều chi cho hại não. Lần này tôi tha, lần sau á hả mà còn đem vô nữa thì vô sổ kỷ luật ngồi nha. Rồi đây, đưa tôi uống cho, ơ lộn, đưa tôi giục thùng rác giùm. Lại trễ nữa rồi, trong tuần này hết 4 ngày đi trễ rồi đó. Bây giờ sao ta? Một là chèo vào, hai là đi trễ. Vì ơi, cố lên, không được trễ nữa. Ê Trang, mà làm bài tập chưa? Cô giao nhiều bài tập quá, tôi đã làm xong đâu. Chắc công Duy làm rồi đúng không? Xong nhận vở kép đi. Đúng rồi. Đâu, hôm qua bận nên là cũng chưa có làm luôn. Tôi cũng chưa có làm. Làm bài tập xong rồi để đâu ra thời gian mà đi chơi. Thầy, học nhiều thì ngu nhiều, học ít thì ngu ít, không học thì khỏi thấy mình ngu. Ê, mà sao giờ này chưa thấy cô vô nữa ha? Hay là bữa nay cô nghỉ? Không biết rồi. Dăm ba cái cổng này, sao làm khó được mình. Dạ, em chào thầy hiệu trưởng. Ừ, thầy có biết tại sao hôm nay tôi kêu thầy tới đây không? Dạ biết chứ. Không có chuyện gì trong trường này mà em không biết hết. Đâu, thầy biết chuyện gì nói tôi nghe thử coi. Chuyện gì vậy thầy? Là chuyện cô Thư đệ đơn xin nghỉ việc. À, tưởng chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Vậy có biết tại sao cô Thư nghỉ không? Ủa, sao cô Thư nghỉ vậy thầy? Bởi vì cổ không chịu nổi cái áp lực của cái đám học trò quậy phá của cái lớp 11A5 đó. Cho nên hôm nay nè, tôi mới kêu thầy lên đây để mà. Em biết rồi, thầy tìm em đúng người rồi. Bởi vì em là một giáo viên có trình độ cao, có nhiều năm kinh nghiệm để đào tạo ra các em học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố. Không có học sinh cá biệt nào mà em không trị được. Em sẽ giúp cho tụi học sinh tìm ra được giá trị của kiến thức. Được rồi, ngay bây giờ tôi sẽ thay mặt cô Thư, chủ nhiệm lớp 11A5. Cái lớp mà thầy chủ nhiệm năm ngoái đó, có 3 em bị lưu ban, thầy nhớ không? Vậy lần này thầy có làm được không? Dạ, thầy hiệu trưởng à, thầy hãy hiểu rằng không có thành công nào mà không cần phải trải qua thất bại. Thầy có thể coi thất bại năm ngoái của em như là bước đệm cho thành công năm nay. Thầy hãy tin tưởng em. Được rồi. Ha. Nói tóm lại là bây giờ em sẽ vào nhận ngay chủ nhiệm lớp 11A5. Thầy hãy yên tâm, em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thầy giao. Tụi đi nhận lớp liền đi. Trời đất ơi, mình tính nhờ thầy ấy khuyên cô Thư rút lại đơn xin nghỉ. Ai ngờ thầy ấy nhận làm chủ nhiệm cái lớp cá biệt đó. Không biết là trụ được bao lâu đây. Gì bà mày? Gì vậy? Tôi á vừa mới tới văn phòng thám thính. Cô Thư nghỉ rồi, tụi mình quẩy lên đi. Ủa, mà nếu cô nghỉ rồi vậy có cô khác dạ thế không ta? Không biết nữa. Ai vậy là chuyện nhỏ, chuyện lớn bây giờ là mình lẻn ra cổng trường ăn xoài lát đi. Nhưng lỡ tụi mình đi rồi có thầy cô khác vô thế rồi sao? Thôi đừng có đi. Hay là bây giờ để tôi lên văn phòng trường tôi thám thính thử xem sao. Nếu mà hả không có thầy cô nào dạy thì mình bung lửa. Mà rảnh quá ha, cái đó là chuyện của lớp trưởng mà. Mà hôm nay chắc lớp trưởng cũng nghỉ rồi đó, tụi mình kiếm trò gì quẩy đi. Làm gì vậy chú? Niệm thần chú làm gì? Để coi có giáo viên vô không. Malasibu. Có giáo viên.
chào các em. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thạc Đức. Kể từ hôm nay trở đi, tôi chính thức làm chủ nhiệm lớp này thay cho cô Thư. Ồ, sao kỳ vậy? Cô Thư đâu? Dạ thầy ơi, ủa sao cô Thư không chủ nhiệm tụi em nữa vậy thầy? Thầy ơi, sao cô Thư lại nghỉ vậy thầy? Tại vì các em quậy quá mà. Cô Thư chịu không nổi nên đã xin nghỉ rồi. Nhưng từ nay trở đi, các em đừng hòng mà quậy được như vậy nữa. Bởi vì tôi là một giáo viên có trình độ cao. Thầy này mới vô, chắc không trả bài đâu ha. Chuyên đối phó với các em học sinh cao biệt thì em trứng như là các em gặp tôi là tới công chuyện rồi. Ê ê ê, thầy này mới tới chắc dữ dằn à. Không biết đặc biệt danh cho thầy là gì ta? Đức Yển á. Đức ngó đi. Đức Miễn. Thôi, Đức to đi. Sẵn đây nói luôn, tôi đã từng đào tạo ra nhiều học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia. Các em nên lấy đó làm động lực để thay đổi trong học tập, tiến bộ bản thân của mình. Tôi sẽ đặt ra một số nguyên tắc cho cái lớp này. Kể từ giờ trở đi, trong giờ học các em phải học cho nghiêm túc, giờ nào việc nấy. Trong lớp không được ăn vụng, không được đói leo, không được quay bài, đặc biệt không được đi học trễ. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Được rồi, các em đi tập ra, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Đang làm gì đó? Dạ, ở dưới không thấy đường á thầy. Em lên đây cho thấy lên đây. Trước khi làm thầy giáo thì tôi cũng đã từng là học sinh. Đừng có giở trò mà tưởng tôi không biết. Em tính chốt học chứ gì? Dạ đâu có đâu thầy. Đừng có nói dối, nhìn bộ dạng của em là tôi biết rồi. Thôi lên đây trả bài cho tôi đi. Vậy thầy, chưa học bài mới, có bài đâu trả thầy. Đối với tôi, ngày nào đi học thì ngày đó cũng có bài học. Em nói như vậy có nghĩa là em không thuộc bài đúng không? Lên đây, tôi có quà cho em. Ôi, quà. Ê, không biết quà gì á. Quà, không biết. Quà gì vậy thầy? Quà gì vậy thầy? Đây, một quả trứng luôn. Trời ơi, nguyên cái trứng luôn. Tôi sẽ ghi tên em vào sổ điểm. Em tên gì? Dạ, Nguyễn Phạm Tường Vi. Được rồi. Trời ơi, chỉ chứng thúi á nha. Thầy Đức. Chào thầy. Dạo này tình hình lớp mà thầy chủ nhiệm vẫn ổn chứ hả? Trời, thầy yên tâm đi. Kể từ khi tôi làm chủ nhiệm, các em học sinh trở nên ngoan hơn hẳn. Chúc mừng thầy ha, tôi có quà cho thầy nè. Ủa, tôi đâu có hút thuốc lá đâu. Cái bao thuốc này á, học sinh của thầy để quên trong nhà vệ sinh, tôi vô tình nhặt được. Ây da, mấy cái em học sinh nam này, tôi phải về tôi giải dỗ lại tụi nó mới được. À không nha, cái bao này tôi nhặt được gần nhà vệ sinh nữ. Hả? Trời ơi. Ê, chơi cho tụi miếng. Nè, cái gì ông ăn dữ vậy? Để tụi tôi ăn với chứ. Ê, à, tôi đây coi. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Ăn gì mà ăn dữ vậy, ăn ngập cái họng rồi kìa. Mai mua nở lại cho. Trả đi cho mà trả. Trời ơi. Trời ơi, làm quá vậy, có miếng ăn thôi mà. Mai tôi mua cho cả lớp ăn cho chán luôn, được không? Giỡn chứ lạnh ghê. Ê, Vy, hôm nay á, bà có nghĩ ra trò gì để trôn thầy chưa vậy? Trò thì tôi không thiếu, nhưng mà để xem tình hình hôm nay như thế nào đã. Vậy hôm nay á, để tôi ra tay cho. Ờ. Cả lớp trật tự đi.
Hôm nay tôi ghé qua lớp sớm vì có một thông báo rất là quan trọng với các em. Đó là lớp của chúng ta sẽ có bạn mới. Ê, hôm kia thì thầy mới, hôm nay thì bạn mới. Riết rồi cái lớp như cái chợ vậy. Ai muốn tới thì tới, thích đi thì đi. Vào đi em. Dạ. Em tự giới thiệu về mình đi. Dạ. Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Minh Huy. Rất vui khi được học chung lớp với các bạn. Trời ơi. Đúng gu của bà nha. Đúng rồi, từ ngày hôm nay á, Huy sẽ là crush của tôi. Cấm bà, cấm mấy bà đụng tới Huy của tôi đó nha. Vỗ tay. À Huy, em đi xuống phía dưới lớp, thấy chỗ nào trống thì vào chỗ đó ngồi. Dạ, xin phép thầy em về chỗ. Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên vô tận. Tuần này lớp toàn là điểm C, thậm chí tới 3 tiết. Các em học hành cái kiểu gì vậy hả? Không biết ba mẹ các em cho các em vô đây làm cái gì. Không chịu học thì ở nhà đi, tốn tiền phụ huynh. Thầy ơi, tại lớp trưởng hay đi trễ á thầy. Lại còn không thuộc bài nữa. Mấy bạn nam á thì dùng điện thoại trong lớp á thầy. Trật tự đi, im lặng hết cho tôi. Các em cãi nhau xong chưa? Vi, em làm lớp trưởng cái kiểu gì vậy hả? Thầy em dẫn quản lớp mà thầy. Coi nè, sổ điểm toàn là C, rồi không điểm, rồi đi học trễ. Thầy giám thị mới nói với tôi là có học sinh trong lớp này hút thuốc trong nhà vệ sinh. Tôi không ngờ là các em lại hư đốt đến như vậy. Các em coi lại mà thay đổi đi nghe chưa. Tới tiết học rồi, các em sắp xếp bài vở chuẩn bị cho tiết sau đi. Cuối tuần này tôi sẽ nói chuyện với các em một lần nữa. Chào Huy, mình là Mai. Không biết tụi mình có thể làm đôi bạn cùng tiếng của nhau được không? Nếu được vậy thì tốt quá, trông cậy vào Mai nha. Huy cảm ơn Mai trước. À, không biết là Huy có thể mượn vở của Mai không? Tại vì Huy muốn xem là lớp mình học bài tới đâu rồi. Được, 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 Huy đợi Mai xíu. Của Mai hơi xấu á, Huy coi thử nha. Ừ. Trời ơi, chữ của Mai đẹp như in vậy đó, khiêm tốn quá. Hậu sinh nghe. Hôm nay bạn nào sẽ xung phong lên làm bài tập về nhà cho cô. Nếu không có bạn nào xung phong thì cô sẽ gọi ngẫu nhiên nha. Dạ thưa cô, em xung phong giải bài này ạ. Rồi cô mời em. Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay khích lệ tinh thần nào. Ê bà, không biết là ổng có làm được không? Hay là lại mang chứng về ổi nhờ? Ông này nhìn có vẻ tự tin lắm. Chắc là làm được mà. Ok, để tôi chờ xem. Dạ thưa cô, em làm xong rồi ạ. Để cô ra cô kiểm tra. Đáp án hoàn toàn chính xác và cô cho em 10 điểm tuyệt đối. Trời ơi, đã đẹp trai rồi mà còn học giỏi nữa, đúng là hot boy của lòng mình. Huy ơi, của mày á. In my life, they say you're out of my league. I'm not your one. No.
take a leap and jump in. Oh, oh, oh. You wanna fall in love. You can. Cô làm gì mà chua mỏi vậy? Chết. Trả cho May nè. Xin lỗi May nha, Huy không có thấy nên lỡ đạp gãy cây viết mất rồi. Không sao đâu Huy, May mua cây khác được mà. Vậy cho Huy xin lỗi nha. Sao không giống trong tương tự vậy hết vậy ta? May ơi, đền cho May cây viết hôm bữa nè. Cái này... Xin lỗi vì hôm bữa Huy đã làm gãy cây viết của May nha. Trời ơi, có gì đâu, Huy khách sáo quá à. À, hay là vậy đi, tí nữa ra về á, Huy sẽ mời May uống trà sữa nha. Thiệt hả? Thiệt chứ, mình mới chuyển tới lớp này à, còn nhiều thứ mình chưa có biết được. Nếu như mà có được một người xinh đẹp như May đây á, chỉ dẫn thì còn gì bằng nữa. Ừ, May đồng ý. Chốt vậy nha. Ừ. Hẹn gặp May tí nữa lúc ra về ha. Vậy nha. Hẹn ra về gặp May. Bây giờ đó, tôi đã có trai đẹp để ý rồi. Bà không có cửa so với tôi đâu. Trai đẹp? Đâu? Ai? Là ông Huy đó. Ông mới tặng bà cái viết nè. Trời ơi, dữ gì sao? Mà bà nghĩ sao vậy? Ông Huy là người mới trong lớp, mới đây mà mê người ta dữ rồi. Coi chừng bị lợi dụng đó nha. Thôi nha, bà đang ghen tị với tôi chứ gì. Đừng có mà phá đám tôi nha. Tôi đâu rảnh ghen tị với bà. Tôi là chỉ muốn nhắc nhở bà thôi. Hai bảo cái chuyện này đi. Xuống canteen uống nước không? Thôi, tôi không đi đâu. Mấy bà đi đi. Đi. Bỏ tay. Vừa kịp lúc, vậy là hôm nay lại không đi học trễ nữa rồi. Kịp giờ trước khi đóng cổng thôi, chứ trễ giờ vào lớp rồi nha lớp trưởng. Không sao, không sao, ông cứ yên tâm. Sao Đỏ là anh em chí cố với tôi mà. Nếu mà tôi nói một tiếng á hả, thì cả ông và tôi đều không bị ghi tên, nên đừng có lo. Chà, công nhận là Vi ngầu thiệt luôn á. Đúng là trái ngược hoàn toàn với May. Lúc nào cũng ổng a ổng ẹo, yếu đuối. May hả? Nhưng mà tôi nghe mấy bạn trong lớp đồn là ông thích May mà. Hả? Ai nói? Huy mới vừa chuyển tới lớp mình thôi, đã biết gì về May đâu mà thích. Với lại Huy không có thích cái kiểu con gái mà ổng a ổng ẹo suốt ngày, rồi còn chảnh chẹ nữa. Vậy sao? Ừ. Ê, sao còn đứng đây nữa? Trễ giờ vô lớp rồi kìa. Vậy tôi đi trước nha. Lại đây kể nghe nè. Cái gì? Hôm qua lúc mà Huy rủ tôi đi trà sữa tới quán á, Huy bóc ống hút cho tôi á. May, ngồi đi. Cảm ơn Huy. Em ơi, cho anh hai ly trà sữa nha. Sao? Mới thấy quán này được không? Ừ, quán này đẹp mà lãng mạn nữa. Ủa, mà sao Huy biết quán này vậy? À, Huy biết quán này mấy tháng rồi, nhưng mà chưa có dịp đi chung với ai hết á.
May là người đầu tiên đó. Thì công vợ, đừng có xạo May nha. Huy có biết nói xạo ai bao giờ đâu. Huy này, thấy ghét ghê vậy á. Lúc nãy Huy gọi trà sữa rồi, vị trà sữa ngon nhất ở quán này luôn đó. Chắc là mày sẽ thích. Tinh tế quá à. Dạ anh chị cho em gửi nước. Nhìn anh chị đẹp đôi quá. Dạ anh ơi. Hả? Nhìn người yêu của anh dẹo em thấy hơi dễ thương. Thôi em chúc anh chị ngon miệng. Cảm ơn em. À Huy ơi. Ừ? Tự nhiên hôm qua á, May viết bài á, cái tay của May nó bị đau, nên giờ không có múc trà sữa được á. Hay là Huy đút cho May nha. À được, để Huy đút cho May nha. Ừ? Sao? Ngon không May? Cái vị trà sữa nó ngon như là trà sữa vậy á. Đúng là trà sữa được Huy đút có khác. Để Huy thử. Ơi, để May đút cho Huy. Đây để May đút cho. Để May đút cho Huy uống trà sữa nha. Ừ. Đúng là ngon thiệt ha. Ủa, mà tay của May hết đau rồi hả? Tự nhiên Huy đút trà sữa xong cái tay May hết đau luôn. Hay thiệt á. Anh em, mà uống xong á thì May thích đi đâu? Huy dẫn May đi đâu May cũng thích hết á. Rồi, vậy thì mình đi xem phim ha. Ghê vậy? Xong rồi hai tụi tôi đi về, Huy còn mở cửa ra cho tôi, ghê lắm lắm luôn á. Thấy ghê quá bay ơi, tôi nghe mà nổi hết da gà luôn á. Tình cảm quá ha, vậy chắc chắn là Huy cũng rớt bà rồi đó. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm của Huy dành cho tôi mà. Ghê dạ, trời ơi, đã nha. Nè nè nè, bớt mơ mộng đi cô nương. Huy á, không thích bà đâu. Không thích sao rủ tôi đi trà sữa. Bà đó, đừng có mà chia rẽ tình cảm của tụi tôi. Hay là bà cũng thích Huy hả? Ê ê, nhiều khi là vậy thiệt đó. Đúng không bà Vi? Mấy người bị điên hả? Huy không phải gu của tôi. Thì tôi nghĩ là chắc Vi không phải là gu của Huy đâu ha. Ủa? Minh, sao ông hai mặt vậy? Lúc bên này lúc bên kia là sao? Vậy theo bà nghĩ gu của Vi là gì? Gu của Vi là cái gì á? Thì kệ bả. Tôi bây giờ chỉ quan tâm tới crush của tôi thôi. Tặng cho May nè. Cái này á, tuy không đáng là bao nhiêu nhưng mà nó thể hiện tấm lòng thành của Huy đó. Trời ơi, cái cột tóc đẹp quá à. Cảm ơn Huy nha. Nhưng mà Huy nghĩ là nó sẽ dễ thương hơn khi mà cột lên trên tóc của May. Thiệt hả? May cột liền, cột liền nè. Cái tên này, lúc nãy nói với mình kiểu khác, bây giờ lại là kiểu khác nữa. Đúng là hai mặt. Đây. Của Huy nè, mốt đừng tặng như vậy nữa nha. Ủa là sao? Trời ơi, bà làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Bà đó, mới quen biết đây mà tin người quá rồi. Coi chừng bị lợi dụng nha. Trời ơi, kệ tôi đi, bà đi về chỗ của bà đi. Cái gì nữa? Kỳ lạ thiệt á, Huy đâu có làm cái gì sai đâu. Không hiểu sao á, Vi á lại không thích là Huy thân với May nữa. Bà nghĩ gì kệ bà đi, Huy đừng suy nghĩ gì nha. May thích cái cột tóc này lắm luôn á, thiệt. Thank you.
ông Huy. Ông có thể cho tôi mượn tập toán chép được không vợ? Chứ hôm bữa tôi đi học trễ nên chép không có kịp. Bà thì ngày nào mà không đi trễ. Cảm ơn. Bà May, bà May. Của bà nè, giữ lại đi. Ủa, thư của tôi mà, sao bà có nó? Thì tôi không có cố tình, tôi chỉ vô tình có được thôi ạ. Nhưng mà bà cất lại đi, ông Huy không có thích bà đâu. Đây là chuyện riêng của tôi, tự nhiên bà đọc thư của tôi. Trời ơi, tôi kêu bà cất vô đi, sao bà không chịu cất vô vậy nó? Dạ, mà cái gì vậy? Hả? Dạ, mượn ơi. Đừng xin tưởng yêu. Gửi Huy thân mến, nhân dịp ngày làm tháng tốt, tôi xin được thông báo cho phép Huy đồng ý lời tỏ tình của tôi. Nếu Huy đồng ý, Huy sẽ nhận được món quà vô giá đó là tôi. Nè, đưa đây coi. Ê, dạ, dạ, đi ai, đi ai, đi đọc rồi. Trời ơi, lãng mạn quá à. Ê, đọc tiếp đi. Ủa mà sẽ tình qua vậy ông? Từ từ, có bút danh nè. Án mây hồng chờ Huy làm trọng. Trời ơi, mây, bà thích Huy hả mây? Đưa đây coi, chuyện của người ta sao mà nhiều chuyện dữ vậy trời. Thật la gì đó. Những lúc mình nhìn thấy Huy, mình có cảm giác hai ta là một. Tục ngữ có câu, con cóc là cầu ốc trời, còn Huy là cả cuộc đời của mày. Mùi quá. Huy, bà thấy chuyện tốt của bà chưa? Có phải bà cố tình phá tôi không? Tôi không có cố tình mà. Cái gì đây? Thầy đọc tiếp xem khúc cuối bạn viết gì vậy thầy? Từ từ. Các em đang làm cái gì vậy hả? Nếu như mà các em là chủ nhân của bức thư này thì các em có vui được nữa hay không? Dạ vui thầy. Tụi em đang thay mặt cho chủ nhân của bức thư để mà tỏ tình với crush của bạn ấy. Nè, mấy bà biết cái gì mà tỏ với trả tình hả? Thì bà hỏi Huy thử xem. Tôi chỉ đọc giùm bức thư tình thôi mà. Im lặng đi. Các em nên tôn trọng bí mật và cảm xúc của người khác. Mỗi người đều có quyền tự do riêng tư cá nhân của mình. Mình không nên lợi dụng vào đó mà để làm trò cười. Không phải đâu thầy ơi, cái này là bức thư bạn Vi đọc được á thầy. Có đúng như vậy không Vi? Dạ đúng. Thôi được rồi, bây giờ cả ba em Tuấn, Vi, Trang bước ra ngoài hành lang đứng giơ tay lên cho tôi để tự vấn về lại bản thân của mình đi. Thôi mà thầy, em có làm sai vậy đâu thầy. Nếu như mà em chưa biết mình sai ở đâu á thì ra ngoài đó đứng mà suy nghĩ. Đi nhanh lên. Còn em nữa nha mày, tại sao học hành không lo mà lo yêu đương hả? Lần này là tôi cảnh cáo nghe chưa, lần sau mà còn tái phạm tôi sẽ báo cho ba của em biết. Tịch thu luôn. Ủa gì vậy? Em có biết lỗi của mình chưa hả? Dạ chưa. Được rồi, nếu như mà chưa biết lỗi thì cứ tiếp tục đứng ở đây chịu phạt đi. Tại ông Tuấn hết á, tự dưng đi đọc thư tình của người ta làm tôi đọc theo chứ bộ. Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, đã kêu là cấm đọc mấy cái thư tình mà. Sao mà tào lao không vậy? Giờ Quyên nói bị phạt hết chưa? Hay quá à. Nãy bà chăm chú lắng nghe lắm mà, còn bà Trang nữa. Nãy bà sồn sồn lắm mà, giờ sao đổ thừa tụi. Ê, ai cho bà thả tay xuống vậy? Chứ tôi mỏi tay quá à. Tất cả là tại ông, để bây giờ Quyên đám bị phạt như vậy nè. Tôi cũng không có tiếp tục được nữa đâu, tay tôi nó muốn rụng ra luôn rồi nè. Bà Vi, bà có sáng kiến gì không?
trong 36 kế chạy là thượng sách hệ. Tính chốt đi đâu hả? Không phải thầy ơi, tại vì bây giờ trời nắng quá nên em bị nhức đầu, nhờ mấy bạn đưa lên phòng y tế thôi mà thầy. Thôi, đừng có giỡn trò cổ dục kế rồi với tôi. Các em đang bị phạt mà lại có thêm ý định bỏ trốn nữa, bởi vì tôi quyết định sẽ gia tăng thêm hình phạt. Bây giờ cả ba đứa vừa thôn xì dầu vừa giới tài đức. Nhưng mà tụi em chưa kịp trốn mà thầy. Khỏi giải thích, khi mà em khởi tâm bất thiện á là đã có tội rồi. Còn gì nữa đâu mà không dữ sầu. Thôi mà thầy, tha cho tụi em đi thầy. Thôi được rồi, bây giờ các em muốn thầy tha đúng không? Thầy vừa mới nghĩ ra một cái phương pháp rất là hay luôn, thầy có thể bỏ qua. Bây giờ thầy sẽ gọi cho phụ huynh tụi em. Thầy, để tụi em chịu phạt. Nhanh lên. Đáng đời nhỏ Vi, dám làm hỏng chuyện tốt của tôi. Nhưng cuối cùng thì Huy cũng biết được tình cảm của bà rồi còn gì nữa. Ừ, không chỉ có Huy biết mà cả lớp biết luôn rồi đó. Lỡ rồi. Mà mày, không biết ông Huy có thích lại bà không ha? Phải thích thì mới rủ tôi đi uống trà sữa, còn tặng cột tóc cho tôi nữa chứ. Chỉ có vậy thì đâu chắc chắn được đâu. Nhiều khi hả rủ đi trà sữa tặng cột tóc gì á chứ không có thích bà đâu. Nhưng mà chắc chắn là Huy có cảm tình với tôi. Tôi sẽ làm cho Huy thích tôi. Chuyện nhỏ Vi làm kể ra cũng tốt. Sẵn đó thông báo cho cả lớp là tôi thích Huy, để khỏi ai đụng vô crush của tôi. Nè, mai mốt hai người không có được ghép đôi Huy với mày nữa nghe chưa? Ủa sao vậy bà, tôi thấy vui mà. Vui cái gì mà vui, tôi thấy Huy có vẻ không thích mày cho lắm. Thì từ từ cũng thích mà. Vấn đề là Huy có vẻ không tốt lắm. Ủa sao bà biết? Mà Huy không tốt chỗ nào? Theo linh cảm của tôi thì Huy không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Chà chà, nay bẹt chứ hệ tâm linh. Linh cảm đều nước kêu. Ủa Huy, sao mày? Hôm nay Huy mang gấu bông đi học vậy? Mày đoán xem. Tặng cho bạn gái phải không? Huy tặng cho mày nè. Thiệt không? Huy tặng cho mày thiệt hả? Ừ. Huy muốn chuộc lỗi cái vụ mà lá thư tỏ tình hôm bữa đó. Huy không giữ cẩn thận khiến cho cả lớp đọc được, làm mày bị quê. À, cái chuyện đó đâu phải lỗi của Huy đâu. Nhưng mà mày thích quá à. À, hay là vậy đi. Huy mới vừa tìm ra được một cái công thức pha chế trà sữa rất là ngon, chưa ở đâu bán hết. Tối nay á, Huy mời May tới nhà chơi nha. Sẵn tiện Huy pha trà sữa cho May uống luôn. Nhà Huy hả? Nhưng mà... Không sao đâu, nhà Huy dễ lắm, bạn bè tới chơi hoài à. Thôi, nhưng mà nhà của Huy May con gái mà. À, vậy là không được hả? Được chứ. À, rồi, chốt vậy nha. Tối nay mình gặp nhau ha. À, thôi, Huy vô trong trước để mấy bạn nhìn thấy, ngại lắm. Giống con của hai đứa sau này quá. Bà May, bà nghĩ sao vậy? Bà đâu phải học sinh mầm non đâu mà đem gấu bông đi học. Ai nói với bà cái này là gấu bông của tôi? Cái này là crush tôi tặng cho tôi đó. Crush. Crush của bà hả? Đừng nói là ông Huy nha. Nhưng mà sao Huy lại tặng gấu bông cho bà ta? Ủa mà sao tôi phải kể cho bà nghe? Nhưng mà tôi đã nói với bà là Huy thề. Thôi. Chuyện của tôi với Huy á, bà đừng có xen vô nữa. Kệ tụi tôi đi, năn nỉ bà luôn á nha. Thôi tôi lên lớp đây, dậy đi. Mày sao mà dễ dụ dữ vậy trời? Nè, mấy người tư vấn cho tôi coi, tối nay tôi nên mặc gì giờ? Bà mặc váy đi, tôi thấy bà mặc váy là đẹp nhất đó. Thôi, bận váy bất tiện lắm, bận cái nào mà đơn giản, thoải mái thôi, khỏi bận luôn càng tốt. Trời ơi, mỗi người một ý kiến, biết nghe lời ai.
Rất có thể tối nay Huy sẽ tỏ tình với tôi, nên là tôi phải mặc đồ thiệt là đẹp, thiệt là ấn tượng. Bà bận đồ đẹp đi đâu vậy? Đi tiệc hả? Nói ra sợ bà ghen tị với tôi chết luôn á. Huy rủ tôi tối nay qua nhà Huy chơi, chắc là Huy định tỏ tình với tôi á. Bà đừng có đi, Huy không thích bà đâu. Bà tỉnh mộng đi bà May. Nè, bà đang ghen tị với tôi đúng không? Đang cố tình phá tôi hả? Tôi không có thèm ghen tị với bà. Nhưng mà tôi thấy là Huy không có thích bà đâu. Với lại nếu mà bà có người yêu á thì tôi cũng mừng cho bà chứ đúng không? Ai nói với bà là Huy không thích tôi? Thì tôi linh cảm như vậy. Trời ơi, bà thôi cái linh cảm nhà trinh thám gì đó tào lao của bà đi. Đi lên lớp đi. Ê, 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 hello. Ê, rảnh không? Tối nay đi với tôi. Đi uống trà sữa hả? Tào lao, đi trinh thám. Trinh thám? Mà trinh thám ai mới được? Thì ông Huy chứ ai. Tôi đang nghi ngờ là ông tính làm gì mờ ám với bà May, nên tụi mình phải đi theo dõi ổng. Lỡ mà ổng có làm gì á hả, thì tụi mình sẽ cứu May. Ủa mà ông Huy làm gì May được? Hai người đó đang thích nhau mà. Chuyện dài lắm. Nói chung là cứ đi đi rồi tôi kể cho nghe hả. Huy, bà cho tôi đi nữa. Cái gì? Đó giờ bà tâm nhát ghen, với lại ít đi với tụi này lắm mà. Sao nay bà dũng cảm dữ vậy? Thực ra Huy là anh họ của tôi. Anh họ của Tâm hả? Ừ. Sao hai người giấu kỹ vậy? Tại vì anh Huy không có cho tôi nói ra. Mà mọi chuyện thành ra như vậy á, tôi không thể im lặng được nữa. Ờ. Anh Huy, anh kêu em ra đây có chuyện gì không? Em không được nói với ai anh là anh họ của em, nghe chưa? Sao vậy anh? Mà sao tự nhiên anh chuyển vô lớp của em vậy? Có gì đâu, anh chỉ muốn tìm hiểu thử coi là đứa nào lại dám đụng đến đứa em gái bé bỏng của anh. Ờ, em bây giờ đi học bình thường rồi, không có bị bắt nạt gì nữa hết á. Anh không có tin, rõ ràng là em đang bị nó bắt nạt nhiều quá nên em lo sợ, không dám nói ra đúng không? Dạ, dạ không có. Em đâu có bị bắt nạt gì nữa đâu. Cái đó là chuyện hồi trước rồi. Bây giờ em không có bị bắt nạt gì nữa hết á. Em chắc chưa? Dạ, em chắc mà. Anh chỉ muốn đảm bảo là bất kỳ đứa nào mà dám đụng tới em đều sẽ phải hối hận. Chuyện là như vậy đó. Trời ơi, chuyện quan trọng như vậy sao giờ bà mới nói với tôi? Tại tôi cũng không có ngờ là Huy tiếp cận May. Có khi nào Huy có ý định làm hại May không? Ừ. Ôi chết rồi, tụi nó về hết trơn rồi, không có kịp đối chất đâu. Để tôi gọi cho May. Ông gọi đi. Được không? Khóa máy rồi. Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà bà May có chịu tin đâu. Bây giờ chỉ còn một cách đó, là mình tới đó ngăn cản và vạch mặt Huy thì bà May mới tin được. Tâm, bà chỉ nhà Huy cho tôi đi. Ừ, đúng rồi đó, tốc độ lên, đi. Wow, nhà Huy đẹp quá à. Ủa, nhưng mà hôm nay nhà Huy không có ai hả? Ừ, ba mẹ Huy đi công tác rồi, nên nhà không có ai. Mày cứ tự nhiên nha. Ngồi đi. Mày xem tivi nha. Huy vào trong pha nước. Có cần May phụ Huy cái gì không? À không, mày cứ ngồi chơi đi, Huy làm một xíu là xong rồi. Nhạc lãng mạn vậy, chắc Huy tính tỏ tình với mình luôn rồi. Nhưng mà cái bánh như vậy á đẹp quá, May phải chụp làm kỷ niệm thôi. Đúng. Ngẩng cái đầu lên, cười lên. Tâm ơi, Tâm nhìn May nè, bánh đẹp quá à.
Sao? Sao? Ngạc nhiên hả? Quen lắm đúng không? Sao Huy cho mày coi cái này vậy? Mày không thích hả? Đây là clip của mày mà. Không thích thì tại sao mày lại làm như vậy với Tâm? Nhưng mà lúc đó mày chỉ giỡn với Tâm thôi à. Mày thích đùa giỡn trên sự đau khổ của người khác hả? Tại vì mày làm như vậy mà Tâm phải suốt ngày sống trong sợ hãi, sợ đi học, rồi không dám tiếp xúc với ai nữa. Nhưng mà Huy là ai? Sao Huy lại quan tâm tới chuyện này? Tao là anh họ của Tâm. Thấy em gái tao tâm lý bất ổn, tao đã điều tra và phát hiện ra mày là người đã bắt nạt nó. Vậy là Huy tiếp cận mày chỉ để trả thù cho Tâm thôi hả? Đúng. Vậy mà tôi cứ tưởng. Tưởng? Mày tưởng là tao thích mày hả? Mày đúng là quá dễ dụ. Nhưng mà chuyện này quá lâu rồi mà. Bây giờ mày cũng đâu có làm gì nó nữa đâu. Tao không tin. Cho dù có là như vậy thì mày cũng phải trả giá cho những gì mày đã gây ra cho em gái của tao. Tôi không hiểu ông nói gì hết đó. Tôi đi về. Bước chân vô đây rồi mà muốn đi về đâu có dễ vậy được. Sao mọi người tới đây vậy? Trời ơi, tôi tới cứu mày chứ còn gì nữa. Tôi cảnh cáo mày biết bao nhiêu lần mà bà có nghe đâu. May mà có sao không? Anh Huy, anh đừng có làm hại May mà. Im đi. Em còn binh cho nó nữa hả? Anh Huy, đúng là trước đây á, mày có bắt nạt em, nhưng mà bây giờ mày thay đổi rồi, mày không còn bắt nạt em nữa. Bộ tưởng thay đổi thì những tổn thương của em sẽ mất đi hả? Em tao hiền chứ tao không có hiền đâu. Anh ơi, anh dừng lại đi mà. Anh trở thành người như vậy á, em sợ lắm. Em chỉ muốn anh là người anh hiền lành tốt bụng của em thôi. Anh đừng có như vậy nữa mà. Tại sao đến giờ phút này mà em vẫn binh vực cho nó? Nó có xứng đáng không? Xứng đáng hay không thì Tâm đã cho ông câu trả lời rồi đó. May dù có sai tới đâu thì vẫn có cơ hội để sửa đổi mà. Đúng rồi đó, ai cũng có sai lầm. Thay cho May đi. Tôi biết tôi sai rồi. Tâm ơi, tôi xin lỗi bà. Tôi không dám bắt nạt bà nữa đâu Tâm. May nhận ra được lỗi sai của mình á là tốt rồi. Anh Huy, May biết sai rồi, anh bỏ qua cho May đi. Huy ơi, tôi xin lỗi Huy. Tôi không dám bắt nạt bạn bè nữa đâu Huy. Ông làm ơn ông tha cho tôi đi Huy. Tôi năn nỉ ông mà Huy. Có thầy không? Được rồi, coi như lần này là tôi bỏ qua. Lần sau còn dám bắt nạt bạn bè nữa thì đừng có trách. Vậy là xong rồi ha. Thấy tôi nói đúng không? Đừng nghĩ là tôi ghen tị với bà nữa nha. Tôi biết rồi, nhưng mà bà với mọi người cũng đừng có nói chuyện này cho ai nghe hết nha. Nếu không chắc tôi có chết cũng không hết nhục quá. Tất nhiên rồi, bà yên tâm đi. Vì tôi cảm ơn bà nhiều nha. Trời ơi, có gì đâu cảm ơn. Tôi xin lỗi. Cũng tại tôi bức xúc quá. Chứ thật ra tôi chỉ định hù cho May tè ra quần thôi à. Con dao đó cắt giấy còn không đứt nữa. Không có ác ý gì đâu. Làm tôi hết hồn mà. Trời ơi, không khí u ám quá. Sẵn ở nhà Huy mình vô pha trà sữa uống ha. Từ nay tụi mình sẽ là bạn tốt của nhau. Được. Nghe nói là nhà Huy không có ai không? Vô quẩy đi. Dạ, em chào thầy hiệu trưởng. Không biết thầy kêu em lên đây có chuyện gì không à? Thầy đoán thử coi. À, em biết rồi. Mấy em học sinh cá biệt lớp em phải không thầy? Theo em á, học sinh mà càng quậy phá thì càng thông minh. Có đúng như vậy không? Sáng nay tôi có nghe thầy giám thị phản ánh về cái lớp của thầy. Trời đất ơi, thầy Đức ơi là thầy Đức. Thầy có quản được lớp của mình không? Sổ sau đỏ từ đầy ấp danh sách của em 11A5.
Số đầu bài thì tiết nào cũng bị phê bình, điểm số thì yếu kém, ý thức học tập thì không có. Ủa, thầy có quản được cái lớp của thầy không? Thầy tin tôi đi. Tại vì đối với các em học sinh cá biệt, mình phải mềm mỏng đúng lúc. Kể từ khi nhận lớp, tôi đã dần hiểu ra tính cách của các em học sinh. Không thể nào mà chửi bới các em được. Vì làm như vậy thì các em sẽ trở nên quậy phá hơn. Mỗi ngày tôi đến lớp, các em làm cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không có ngày nào giống với ngày nào. Tôi tin các em ấy rất là thông minh. Mà kể ra các em học sinh cũng đáng yêu đúng không thầy? Thầy cũng cho tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tôi nói cho thầy nghe, nếu như thầy không có biện pháp nào nặng nề hơn để mà trừng trị cái đám học trò của thầy đó, thì lúc đó tôi sẽ đổi người đó. Thậm chí tôi còn đình chỉ học tập mấy em học sinh cá biệt luôn nữa. Thầy đừng có đình chỉ tôi nói, tội nghiệp lắm thầy ơi. Thì thầy cũng biết mà, hồi nhỏ tôi cũng quậy phá như vậy. Nhưng mà từ khi tôi tìm ra được giá trị của kiến thức, tôi đã thay đổi bản thân, trở nên chăm chỉ học hành hơn. Thì tôi tin là tụi nhỏ cũng sẽ như vậy. Thôi thôi thôi, thầy đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ tôi ra tối hậu thư cho thầy nè. Thời gian sắp tới đây, nếu như thầy không cải thiện được thành tích, thì lúc đó buộc lòng tôi nhất quyết phải đổi người. Thầy rõ chưa? Tôi biết rồi. Thầy yên tâm đi, tôi sẽ thay đổi. Get out. Yeah. Hôm nay tụi nó bị cái gì vậy ta? Sao tự nhiên trật tự dữ vậy kìa? Ê, thầy làm gì ba? Chắc thầy sợ tụi mình ám sát thầy á. Ủa mà định làm gì thiệt á hả? Ông có bị điên không? Nếu mà muốn ám sát á hả? Tôi phải lựa thời cơ chứ, tôi đâu có ngu. Mà hôm nay tôi dự tính là có chuyện không lành đó nha. Vậy để tôi xíu, để mổ sổ phong thủy ra ha. Trời, hôm nay lớp của chúng ta sẽ dành ra một tiết để ôn bài, và tiết sau sẽ làm bài kiểm tra 15 phút. Ủa gì nữa thầy? Trật tự coi, than khổ cái gì? Đằng nào thì các em cũng phải làm kiểm tra. Tôi cho các em thời gian để ôn tập là đã quá tốt rồi. Ủa, cả lớp có thấy cọng dây kết nối máy tính của thầy ở đâu không? Không thầy ơi. Không thầy, sáng giờ ở thầy đâu có ai lên trên đó đâu. Kỳ lạ vậy ta, không lẽ cái lớp này có ma? Đương nhiên là tôi đã có chuẩn bị thêm một sợi dây dự phòng rồi, các em đừng hòng mà hãm hại được tôi. Này bà xui rồi. Em đi. Ê, kiểm tra sáng giờ thu được nhiêu tiền vậy? Nè, sáng giờ có 39.000 à. 39? Ờ. Cái trường nó bự chả bằng cái này mà học sinh nghèo dưới vậy trời. Trời trời trời. Thôi kiếm thu tiếp đi, chưa đủ được hai phần cơm nữa. Kiếm người có ai không này? Thấy gì chưa, thấy gì chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Mà tao nhìn thấy cái tướng con này nó bành quá, tao nghĩ nó không có tiền đâu. Ê, mày đừng có nhìn mặt rồi bắt thằng Dông nha. Con nhỏ này ở sớm tao á, mà nó nghèo thiệt. Nó là tay sai nguyên cả xóm tao, nó hiền queo à, kêu gì làm đó. Kệ đại đi, có nhiêu hay nhiêu.
Ủa mà được luôn á hả? Sáu mưu sinh, chưa đủ hai hộp cơm nữa kìa. Ờ ha. Quê. Đi đâu vậy em gái? Có chuyện gì vậy anh? Có tiền không? Cho xin ít tiền đi. Dạ, em không có tiền. Mày thấy chưa? Tao nói rồi nó không có tiền. Ê, tính ra là nãy mày nói tao luôn á. Có nhiêu hay nhiêu, 5-10 ngàn cũng được. Dạ, em không có tiền thiệt mà. Gì? Mày đi học mà mày không ăn tiền á hả? Nói xạo á, kiểm tra. Mấy người làm gì đi ra chỗ khác chơi, đừng có xía vào chuyện của tụi tao. Nếu như mà tụi mày á quậy phá hay đánh nhau thì tao cũng mặc kệ, nhưng mà tụi bay xúm lại ăn hiếp một đứa con gái thì tao xí vô thôi. Ghê vậy? Ê, mày là thằng nào mà sao tao chưa thấy? Ê, thằng này là hot boy vừa mới chuyện vào trường của mình á. Hot boy? Thu gấp đôi. Ê, tiền không cho xin ít tiền đi. Tiền gì? Chắc mày chưa biết tụi tao là ai đúng không? Mới vô trường mà cũng chưa biết nội quy đúng không? Rồi sao? Nếu mà bây giờ mày không đưa tiền, tụi tao sẽ cho mày thấy cái sai của mày đó. Được, tụi bay có ngon á thì nhào vô. Dù sao tao cũng đang định đi lên phòng của thầy giám thị. Muốn đi chung cho vui không? Ê, lên giám thị là họp phụ huynh luôn á. Mà họp phụ huynh là bị đuổi học đó. Ê, mày chơi mày mép mày. Rồi sao, đi không cho vui nè? Không chơi mày nữa mày. Sao tụi nó lại bắt nạt em vậy hả? Dạ, em cũng không biết nữa. Thì tại vì em cứ nhút nhát, yếu đuối quá làm chi, nên tụi nó thích chọc. Em thử mạnh mẽ như Vi coi, đố đứa nào mà dám bắt nạt. Dạ, em biết rồi. Mà nhớ lần sau lỡ có chuyện gì thì phải la to lên, đừng có đứng yên ra đó mà chịu đựng. Có anh ở đây nè, anh sẽ bảo vệ cho em, không có đứa nào dám bắt nạt em đâu. Dạ. À, quên nữa. Anh có chút chuyện phải giải quyết, anh đi trước nha. Dạ. Vy. Vy Vy. Nguyễn Phạm Tường Vy. Ông gọi tôi có gì không? Tôi thấy bà làm lớp trưởng á mà không có lo cho lớp, toàn là bày trò quậy phá, chống đối thầy cô với tào lao gì đâu không à. Nè, vậy thì mai ông đi ứng cử vị trí lớp trưởng, đi mà quản lớp. Không phải, ý tôi là bà có thể không quan tâm tới lớp, nhưng cũng phải quan tâm tới bạn bè một chút chứ. Ông nói gì vậy? Tôi vẫn quan tâm bạn bè bình thường mà. À, vậy thì bà có thể quan tâm và chỉ cho Tâm á trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh như bà được không? Tại vì tôi là con trai á, nói Tâm khó hiểu lắm. Mà Tâm bị làm sao? Mến, ông nhìn kìa, ông Huy dám hôn bà Vi luôn. Trời ơi, không ngờ luôn á. Thôi, trong trường học mà dám hôn nhau, ghê rồi. Ông yên tâm đi, tôi sẽ chú ý tới Tâm hơn. Được, vậy thì cảm ơn bà nhiều nha. Tôi đi trước rồi. Thấy rồi. Ghê quá nha. Tránh ra rồi đi. Không tránh đó. Nè, mấy người làm gì vậy? Tính lấy thịt đè người hả? Tôi nói ngắn gọn thôi nha. Huy là của tôi, tôi cấm bà thích Huy của tôi. Huy, hay là bà nhường Huy đãi cho mấy đi. Đúng rồi đó. Mình sai. Mình xin lỗi được chưa? Sau những chuyện mà Huy làm mà bà vẫn còn thích Huy hả? Tất nhiên, một người anh thương em như vậy tôi càng thích. Tôi bó tay với bà luôn á. Nhưng mà tôi cũng khẳng định với bà là tôi không muốn cướp gì của bà cả. Vậy thì bà đừng có nói chuyện với Huy nữa. Tôi với Huy đang bình thường với nhau mà, sao không nói chuyện được? À, hay là khi nào mà gặp Huy á, tôi sẽ nói với Huy là bà bảo tôi không được nói chuyện với Huy nha. Không được. Bà nói vậy, Huy ghét tôi rồi sao? Vậy giờ sao ta? À, vậy thì tôi sẽ hẹn Huy ra cho bà nói chuyện luôn được không?
Thôi đi bà Vi ơi, tính bà tào lao giúp người hóa ra hại người đó. Nếu mà khó quá thì mày tự lo đi. Rồi cái bà này. Ủa mày, tự lo là sao mày? Ai mà biết. Ai mà biết là sao ta? Không có biết nữa. Là sao ta? Không có nhớ nữa. Lại chuyện gì nữa đây? Tụi này có ơn với cha, có oán với báo. Tôi không có thù oán gì với mấy người hết trơn á. Muốn báo ở đâu á thì đi chỗ khác mà báo đi. Nhưng tao thì có. Tính làm gì tôi? Bộ muốn bị đuổi học hả? Ê khoan đã. Hình như ai quen quen. Ông Huy lớp mình phải không ta? Đại ca, thằng này hồi bữa ăn hiếp em á. Tao muốn nói chuyện với mày. Tôi không có gì để nói với anh hết. Tôi phải vô lớp đây. Bước thêm bước nữa, tôi đập mày đó. Ê! Ủa? Sao ổng bị đánh vậy? Đi. Mấy cái người này á, lần trước bắt nạt tôi. May mà có Huy cứu giúp. Chắc là lần này kiếm Huy để trả thù á. Sao bây giờ? Thì bây giờ mình phải đi cứu Huy chứ sao nữa. Nhưng mà tụi mình là con gái, sao mà đánh được tụi nó? Không thử sao biết. Ê Vi, Vi. Ê Trang, bà học bài chưa? Tôi còn chưa học nữa, ông sao? Chà, tất nhiên là rồi. Xíu nữa tôi sẽ xung phong lên trả bài, để lấy lại những quả trứng bữa mất mới được. Ông học rồi á thì im lặng để cho tôi ôn bài. Thầy nói á, hôm nay ai mà không thuộc bài á là lên văn phòng uống nước trà với cả phụ huynh á. Ủa chưa tới giờ vô lớp mà, bà làm gì bà chạy như ma đuổi vậy? Huy bị một nhóm vây đánh. Cái gì? Huy. Sao Huy bị đánh vậy? Ai đánh Huy? Mà đánh ở đâu? Ở trước cổng trường. Bà may, bà đi cứu rết bà đi kìa. Nhưng mà tôi không có biết đánh nhau. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả mày? Nói cho mày nghe, ở đâu cũng được. Nhưng mà ở đây, mày nhìn kỹ mặt hai anh em tao đi. Có tụi nó là không có mày. Anh chỉ giỏi ỷ đông hiếp yếu mà thôi. Có ngon á thì cởi trói ra đi. Đánh tay đôi. Mày chén cơm thèm đất ơi. Đây. Nè. Ôi da. Không rồi đánh mẹ tôi. Gì nữa đây? Định làm mỹ nhân cứu anh hùng nữa hả? Nhưng mà đi một mình á thì hơi khó nha cô em. Càng khó thì phải càng cố chứ đúng không ta? Mình phải làm gì đó để kéo dài thời gian chờ đồng bọn tới mới được. Lần đầu tiên trong đời mà tao thấy một người con gái dám đi một mình đi đánh nhau. Tính ra cô em có bản lĩnh đó. Huy, hồi nãy giờ Huy bị tụi nào đánh rồi? Đánh mấy cái để Vi trả lại đủ cho. Còn hai tụi bay, mau xin lỗi bạn tao đi. Không thôi tao quýnh tụi bay đó. Tụi bay coi nữ anh hùng kìa. Cô em à, cô em khá đó. Nhưng mà cô em đi chỗ khác chơi đi. Mất công tụi này lại mang tiếng là đàn ông con trai mà ăn hiếp đàn bà con gái. Đá gì còn đi một mình nữa. Chán thiệt cơ chứ. Ai nói tôi đi một mình? Hôm bữa ăn hiếp bà đúng không Tâm? Đúng rồi đó. Lần trước anh Huy giúp tôi nên mới bị mấy người này trả thù nè. Sao? Thì ra là ỷ đông hiếp yếu. Vậy có xứng đáng làm đại ca không ta? Đúng không mọi người? Trời ơi. Dạ muốn sao? Đúng rồi, nguyên một đám con nít ranh. Mày nhớ mặt tao đó? Nhớ sao không?
tránh ra. Bên kia có ngon đấu tao nè. Trời ơi, mày gọi tôi nó quay lại kìa. Thì giỡn xíu mà. Đúng là nhát cái mà. Cảm ơn lớp trưởng đã tới cứu tôi nha. Có gì đâu mà cảm ơn. Tại vì Huy cũng đã cứu bạn bè nên mới bị tụi nó trả thù mà. Chị nên làm. Vậy mới đúng là lớp trưởng của tôi chứ. Đúng vậy, lớp trưởng mãi đến. Mãi đến. Trời ơi, chỉ là đánh nhau thôi mà. Có cần phải tung hô vậy không? Ê, trễ giờ lên lớp rồi đó. Tụi mình tranh thủ lên lớp đi. Đi nhanh lên mọi người. Đi nhanh lên mọi người, trễ học rồi nè. Khoan. Gì vậy bà? Bây giờ thầy Đức vô trong lớp rồi. Tụi mình phải làm sao giờ? Ha. Đi trễ nguyên cả lớp như vậy là bị phạt chắc luôn. Đằng nào rồi cũng bị phạt. Hay là giờ nguyên lớp mình cúp học xong đi uống trà sữa đi. Được á, đi uống trà sữa đi, tôi cũng thích đi uống trà sữa. Nè, bà là lớp trưởng, đã không gương mẫu thì thôi, còn rủ cả lớp đi cúp học, muốn bị đuổi hả? Vậy ông có cao kiến nào hay hơn tôi không mà nói? Không có ý kiến gì hết trơn á. Nói chung á là mấy bạn đi theo tôi vô lớp học đi. Đúng rồi á, đi theo Huy lên lớp học đi. Mày cũng thích đi theo Huy. Cái gì mê trai quá vậy? Tôi có mê trai đâu, tôi mê Huy thôi chứ bộ. Trời, tôi quyết định rồi, đi uống trà sữa. Vô lớp. Trà sữa. Vô lớp. Trà sữa. Vô lớp. Trà sữa. Vô lớp. Nè nè, mấy cái đứa kia đã làm cái gì đó? Quá đáng lắm. Đứng thẳng lên coi. Các em có biết tại sao mình bị đứng phạt ở đây không hả? Dạ không thầy. Vậy thì để tôi nói cho các em biết. Đó là các em đánh nhau đó. Giơ tay lên hết. Nhưng mà tụi em mỏi tay lắm rồi thầy. Giơ cao đâu có được đâu thầy. Em cũng biết nói câu đó nữa hả? Vậy thì tại sao lúc đánh nhau em không kêu mỏi? Thầy đừng có dồn tụi em vào chân tường mà. Tôi không có dồn các em vào chân tường, mà tôi đang dồn các em vào chân lý. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, tại sao các em lại đánh nhau? Dạ tại vì Huy bị giang hồ bắt nạt nên tụi em chỉ đi cứu Huy thôi mà thầy. Đáng ra phải được khen chứ ạ. À, anh hùng quá ha. Theo như tôi được biết á, không có lửa thì làm sao mà có khói. Dạ em xin lỗi thầy, tất cả là tại em đó. Dạ thưa thầy, bạn Huy vì cứu em khỏi mấy tên mắc nạt nên mới xảy ra chuyện này đó thầy. Cho dù là có chuyện nó xảy ra đi chứ nữa thì tụi em cũng không được đánh nhau, hiểu chưa? Thì tụi em cũng chỉ tự vệ thôi mà thầy. Tự vệ thì đã có bảo vệ lo rồi. Cái mà thầy muốn nói cho tụi em biết á, không được giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Nếu mà các em có gặp cái trường hợp tương tự như vậy xảy ra, bị người khác bắt nạt hay là gặp trong tình huống nguy hiểm thì các em phải báo cho thầy cô, nhà trường hoặc là công an. Công an sao được thầy? Em thấy ở trên phim á, nếu mà báo công an trễ á là con tin sẽ bị giết á thầy. Tào lao không à. Phim khác, đời thật khác. Hai cái không có giống nhau, sao mà so sánh lại được. Đánh nhau là sai, sai. Dạ biết rồi thầy. Lớp á thì không lo học, lo cúp học rồi rủ rê đánh nhau. Nếu á mà các em chỉ có một tội thôi á thì tôi còn có thể tha được. Đằng này lại quá nhiều tội. Mày ơi, sao vậy? Tỉnh dậy đi. Thầy ơi, nó xỉu luôn rồi. Thầy ơi, chắc là bạn May bị say nắng rồi thầy nên mới bị xỉu á. Thầy, bạn May có tiền sử bệnh hen suyễn đó thầy. Có khi nào May nó chết không vậy mọi người? Chứ bà nội tôi hay nói á, mấy người giàu hay chết yểu lắm á. May, cuối cùng thì bà cũng bay về bầu trời xanh mà thôi. May, trước khi mà bà bay về bầu trời á, bà nhớ bà trả tôi mấy cái túi hiệu bà mượn mà chưa có trả nha. Thầy, tụi em im lặng hết đi, để tôi thẩm May lên phòng y tế. Thôi được thầy, để tụi em làm được rồi thầy. Cái chuyện này là chuyện của thầy đấy, thầy làm. Thôi để tụi em được rồi thầy. Thầy ẩm được mà. Thôi ẩm May đi chứ thầy già không ẩm nổi đâu. À được, để Huy bồng cho. Đi lên. Học sinh gì mà yếu đuối. Mới bị phạt có chút xíu rồi mà xỉu rồi. Ủa,
Mà hình như có cái gì đó nó sai sai á ta. Bệnh hen suyễn mà sao xỉu được. Trời ơi, thầy đất ơi là thầy. Thầy bị tôi nó lừa nó rồi, tụi kia đứng lại cho tôi. Ổn không bà? Lỡ mà thầy không đập trúng thì sao? Tất nhiên là ổn rồi. Tôi đã rải vỏ chuối khắp hành lang, dễ gì mà không đập trúng được. Ê, bộ thầy bị mù hay sao mà không thấy mấy đường nhỏ chú bà gãi? Ông cứ yên tâm đi, thầy đang tức giận lắm. Mà càng tức á hả thì càng dễ đập trúng. Ê, ê mấy bạn, làm vậy có quá đáng với thầy lắm không? Im. Tưởng gì, hóa ra lại là mấy cái trò cũ rít. Làm sao mà làm khó được thầy Đức ta đây. Được rồi, hãy xem ta đây. Thấy chưa? Trời ơi, thấy chưa? Em nào vứt bỏ chuối bừa bãi ở ngoài hành lang gì hả? Bi, lớp trưởng, đi ra đại biểu coi. Đi nha lên. Trời ơi thầy, thầy có sao không? Thầy đi đứng cái kiểu gì mà để xảy ra chuyện như vậy vậy? Hay là thầy lên phòng y tế đi. Chứ em thấy ai mà chơi kỳ dứt vỏ chuối đầy hành lang vậy trời. Em đừng có xảo biện, em chính là hung thủ đúng không? Không thể nào mà có sự trùng hợp đến kinh ngạc như vậy được. Tại sao tất cả các em lại ở đây? Và tại sao tôi lại đi trên hành lang? Tại sao lại có vỏ chuối? Và tại sao tôi bị té? Sau chuỗi các sự việc lại thì tôi chắc chắn khẳng định một điều rằng em chính là thủ phạm. Oan cho em quá thầy, hồi nãy giờ em đang trên phòng y tế mà. Oan ước cái gì? Bây giờ em không nhận tội đúng không? Được rồi, vậy thì tôi sẽ mời. Trời ơi, sao thầy bị thương nặng quá vậy? Ủa cái kiểu này là chắc chắn là phải lên phòng y tế chữa liền. Thầy ơi, chúng thôi để vậy nguy hiểm lắm á. Thôi, tôi tự đi được. Thôi để tụi em dẫn thầy đi cho. Thôi, trời hay quá bà. Hôm nay tôi lại đi học sớm nữa rồi đó. Nguyễn Phạm Tường Vi. Cái gì vậy ông nội? Hôm nay mày đặt hoa hòe gì nữa vậy? Vi, tôi thích Vi, đồng ý làm bạn gái của Huy nha. Trời ơi, quá tình luôn rồi. Quỷ được chứ hả? Trời ơi, quỷ luôn rồi. Ê, ông đứng không coi, ông bị khùng hả? Tôi thích Vi. Tôi thích cái vẻ nữ tính ẩn đằng sau cái chất nam tính quậy phá của Vi đó. Đồng ý làm bạn gái của Huy đi mà. Đồng ý. Im lặng. Nè, ông có bị khùng không vậy trời? Trời ơi, tôi là tôi không bao giờ hứng thú với ba cái chuyện tình cảm nhân nhất trẻ con này đâu nha. Nghe mà nổi hết da gà rồi nè. Được rồi, vậy thì kể từ bây giờ Huy sẽ chính thức theo đuổi Vi. Lãng mạn quá đi. Nè, tôi nói thiệt chứ không có nói giỡn với ông nha. Thì Huy cũng đâu có giỡn đâu, Huy nói thiệt đó. Vi không thích Huy thì Huy sẽ làm đủ mọi cách để khiến cho Vi thích Huy. Wow, lãng mạn gì mà không đồng ý thì quá tiếc. Đồng ý đi bà ơi. Tào lao. Vi, Vi ơi, đồng ý đi Vi, trước sau gì cũng thích à. Ngưỡng mộ bà Vi quá à. Không biết tới khi nào mới có người tặng hoa cho mình như bà Vi nữa. Muốn có không? Không. Nào hết khùng đi rồi có. Lại chuyện gì nữa đây?
Bà đi theo tôi. Cái gì? Bà đi ra đây, bà đi ra đây. Nè, mấy bà làm gì vậy? Muốn nói chuyện gì á thì lên lớp mà nói, mắc gì phải kéo tôi xuống đây? Sao bà nói với tôi á là bà không thích Huy mà bây giờ bà lại làm cho Huy thích bà, rồi còn tỏ tình với bà nữa là sao? Tôi không có làm cho Huy thích tôi, mà tôi cũng không có biết là Huy tỏ tình với tôi nữa. Lại còn chối, bà đặt cái thơ vô số tội nữa. Thật không thể tha thứ cho sự gian dối này được. Tôi đã nói với bà rồi là tôi thích Huy, không ai được đụng với Huy của tôi. Cái chuyện đó tôi nghĩ là bà nên đi nói với Huy, chứ đừng có nói với tôi làm cái gì. Nhưng mà Huy thích bà, thì bà phải làm sao cho Huy không thích bà nữa chứ. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, tin hay không là tùy bà. Thiệt không? Vậy thì bà thề đi. Thề thì thề, sợ gì. Thôi, tới giờ vào lớp rồi đó, tôi vô trước nha, không thôi thầy la nữa. Ơ, cái bên này. Ê, sao bà Vi bà quan tâm tới lớp vậy ta? Có khi nào bà làm vậy để gây ấn tượng với rớt của bà không? Đúng rồi đó, tôi nghi dữ lắm. Cái đó mấy người hỏi bà, chứ sao hỏi tôi? Lên lớp luôn đi. Học sinh nghiêm. Kỳ lạ, hôm nay tụi nó bị cái gì vậy ta? Sao tự nhiên trật tự dữ vậy kìa? Không lẽ mình đã cảm hóa được tụi nó rồi? Mình phải cẩn thận hơn mới được. Ây da, tinh thần hôm nay học tập của lớp rất là tốt. Bởi vậy chúng ta sẽ bắt đầu học bài mới. Các em ngồi xuống đi. Hả? Tôi cùng dán. Các em đừng tưởng là tôi sợ con dán này nghe chưa. Ai đã bày cho cái trò này thì tự giác đứng lên cho tôi. Nghe vậy thầy có sợ đâu. Chị mới đến là nói thầy sợ dán rồi. Thầy, tôi nghe đồn vậy mà. Được thôi, nếu như không có em nào nhận thì tôi sẽ cầm con dán này đi tới từng em. Sợ dán lắm, em làm đó thầy. À, thì ra là lớp trưởng của chúng ta lại tiếp tục giở trò. Được, để đáp lại trò của em hôm nay thì cả lớp hôm nay phải ở lại học thêm 30 phút nữa cho tôi. Cái lớp hay là cái trận, các em làm gì thì làm, nhưng cũng phải biết giới hạn. Vui thôi đừng vui quá, vẫn phải ưu tiên đặt việc học lên trên hàng đầu. Nãy giờ tôi nói cái gì các em có hiểu không? Dạ không. Tốt, lấy giấy ra kiểm tra hết cho tôi. Không có được làm ồn. Tôi bắt đầu đọc đề luôn đây. Các em hãy phân tích tâm trạng của Chí Phèo khi mà nhận được sự quan tâm của Thị Nở. Các em viết đề xong chưa? Từ từ thầy. Bắt đầu kiểm tra luôn. Dẹp hai cuốn tập này vô cho tôi. Oh.
Lớp trưởng lấy phao qua đi. Phao gì thầy? Em đâu có phao đâu. Nãy giờ em quay bài tôi biết hết rồi. Đưa đây. Dạ. Nãy giờ các em làm cái gì là tôi đều biết hết. Ai mà đang quay bài giữ phao thì tự giác cất vô hết đi nghe chưa. Lớp trưởng không có làm gương gì hết. Có mồi. Ê. Mày lại đây. Đi đâu này, đi đâu nào? Tiền đâu? Dạ dạ. Em có 2.000, hai anh cầm đỡ giùm em. Cái gì? 2.000? Dạ, gia đình em khó khăn, ngày đi học chỉ có nhiêu đây à. Mấy anh thông cảm giúp em. Sao tao thấy thương cho hoàn cảnh của nó quá. Này, sáng giờ tụi tao thu được có 10 mấy ngàn này. Cầm đi đi. Cảm ơn hai anh, cảm ơn hai anh. Sao vậy? Mình phải có lòng thương người. Cứu một mạng người bằng xây bẫy nó phù đồ mà. Đi đâu? Gì anh? Đầu tiên, tiền đâu? Trời ơi, em có tiền bạc gì đâu anh. Ê, tao nghe đồn thằng này là thằng giàu nhất trường á. Giàu nhất trường? Nhà đâu có. Cho 20 uống nước rồi, khát quá. Ê mày, 20 rồi ai uống ai gì? Phải 40 mới đụng chứ. Ông quên, xin lỗi bạn thân của tôi. 40. Trời ơi, ai mà độn ác miệng vậy anh. Em là em nghèo nhất trường luôn á. Mấy anh chị em đi nha. Ê, không biết giàu hay nghèo. Kiểm tra. Ôi đâu có tiền đâu anh, em đâu có tiền bạc gì đâu. Sao mà có mấy ngàn vậy ta? Ê, chơi chiêu mày. Mày chơi chiêu hả? Không có mày... Ê, hai anh kia. Khát nước hả? Uống đi. Cảm ơn nha. Ê, mày sỉ nhục tao mày. Nó làm cái gì đó? Ông nghĩ coi, tụi nó còn đứng đó không? Tôi cũng biết nữa. Bây giờ tôi đếm 1, 2, 3 là bắt đầu quay lại nha. Ok. 1, 2, 3, chạy! Quê. Đi đâu đây? Nghịch quá em kìa. Ê, bạn thân của tao nghe, mày không được chọc đâu à. Thì bạn thân của mày cũng là bạn thân của tao. Bạn thân? Thân dữ chưa? Thì thân ai nấy lo. Ê, Sủ Nhi, đi đâu vậy? Đi đâu thì kệ tôi, tránh ngay cho tôi đi. Ê, chà, dạo này em ốm lắm nha. Hôm nay quên ăn cỏ hay gì? Đi chơi với anh đi, anh bồi bổ cho. Đừng có mơ, tôi không phải là đứa con gái dễ dàng biện hiếu đâu nha. Ghê dạ. Làm gì mà căng quá vậy? Chỉ là rủ em đi chơi thôi mà, có gì đâu, đúng không? Đi thì đi. Tôi quá bản lĩnh. Quá ngầu. Quá đỉnh. Trời ơi, cái bà Vi này không mà sung quá vậy không biết nữa. Kiểu này là lớn chuyện nữa rồi. Cô em cũng gan dạ đó. Bộ không sợ hả? Tụi anh dẫn tôi tới đây mà một nơi vắng vẻ như vậy, định làm gì tôi hả? Làm gì là làm gì. Em nghĩ tôi sẽ làm gì em? Nè, anh có bản lĩnh gì khi bắt nạt những đứa học sinh như tôi? Tôi nghĩ chắc là anh đang tự ti với bản thân của mình thôi, đúng không? Cô bé à, nói gì tào lao vậy? Tôi biết là anh đang cố tình thể hiện bản thân trước mặt mọi người, nhưng mà những cái điều anh làm á
chỉ làm anh trở nên tệ hơn thôi. Anh là một kẻ yếu đuối, thích bắt nạt người khác để thỏa mãn cảm xúc của bản thân mình. Chọc điên tao, tao nhịn mày đủ rồi đó. Nè, tránh xa bạn tôi ra. Ê, hiếp vô đại ca. Đàn ông đàn an cái gì mà đi ăn hiếp một đứa con gái vậy hả? Tới rồi hả? Quả nhiên không sai, chỉ cần bắt một đứa thì đứa còn lại sẽ tự nguyện tới và nộp mạng. Đại ca quá hay, đúng là đại ca của tụi em. Mày đi, mày đi, mày đi. Rốt cuộc là anh muốn cái gì mà cứ kiếm chuyện với tụi tôi hoài vậy hả? Cho bạn của tôi về đi. Muốn tôi thả nó hả? Ok, nếu như mày chịu được 10 đấm của tao. Được, đấm đi. Nè, Huy không liên quan đến chuyện này, Huy đi về đi. Ok, mày thích thì tao chịu. Nè, dừng tay lại. Cuộc chơi của tụi mày đã kết thúc. Tụi mày nghĩ coi, tao sẽ làm gì với tụi mày? Anh muốn làm gì tôi cũng được. Xin hãy thả hai bạn của tôi ra đi. Tụi em đâu có làm gì sai với anh đâu, anh thả tụi em ra đi. Đúng sai giờ này đâu còn quan trọng nữa đâu em. Quan trọng là tính mạng của ba đứa tụi em đang nằm trong tay của anh à. Trước khi bị đập, tụi bay có muốn nói gì với nhau không? Có, tôi có chuyện muốn nói. Nói. Huy ơi, Vi thấy là Mai thích Huy lắm á. Hay là Huy thích Mai đi nha, đừng có thích Vi nữa. Vi còn nhiều chuyện phải lo, nhiều việc phải làm nữa. Trời ơi, Vi không thích Huy thì cũng đừng có cấm Huy thích Vi chứ. Với lại á, đừng có làm Mai Huy dai hết. Nhưng mà Vi thấy Mai thích Huy mà. Vi cũng nói là không có thích Huy rồi, Huy bỏ cuộc đi. Mai thích Huy thiệt lòng mà. Huy đã nói với Mai rất là rõ rồi, Huy không có thích Mai đâu. Nên là Mai cũng đừng có thích Huy nha. Đẹp trai mà cố chấp quá. Nhưng mà Huy thích Vi thì cả đời Huy cũng thích mỗi mình Vi à. Trời ơi, tôi vừa tào lao, quậy phá, học dở, lại còn nhà nghèo nữa, có gì đâu mà không thích. Thì chắc là tại vì Vi tào lao đó. Cái sự tào lao của Vi á, nó lạ lùng, cuốn hút lắm kìa. Ê, cho hỏi ngôn cái, cuối cùng ai thích ai? Đây, để tôi kể cho ông nghe nha. Là mày thích Vi, à đâu Vi thích Vi, ớ lộn, Vi thích mày. Ừ, không, mày thích Vi. Không, Vi thích mày. Mày thích Vi, đẹp mắt, đúng không? Vi mới đi. Mà tụi bay quá. Mới bay lớn mà yêu đương nhăn nhít, y như cái bùng binh tam giác. Bây giờ tụi bay nói đi, đứa nào thích đứa nào, nhanh gọn, để tao còn sửa tụi bay nữa. Nè, là tôi đã kéo Quy một lớp tới bắt nạt đàn em của anh đó, nên anh xử tôi đi. Không, là tôi gây hấn với đàn em của anh trước. Anh đánh tôi đi, đừng có đụng tới Vi. Anh ơi, anh thả ba tụi em ra đi, nhà em giàu lắm, em đưa tiền cho anh nha. Ok, tao rất đồng cảm với tình yêu tình bạn của ba đứa tụi bay, nên bây giờ tao quyết định luôn nha. Tao sẽ đập luôn ba đứa tụi bay khỏi danh. Có lẽ như tôi đã đến đúng lúc. Ý, thầy Đức kìa, chạy. Thầy Đức ơi, cứu em nhé thầy ơi. Tụi em yên tâm đi, vì đã có thầy đây, mau thả học sinh của tôi ra. Ông nội này là ai? Tôi là thầy của mấy đứa này, thả tụi nó ra. Thầy của mấy đứa này? Đúng vậy. Dạ, em xin lỗi thầy, hôm nay em được vô lễ với thầy. Mày ngon thì nhào vô đi. Nãy giờ tao nhịn mày nhiều rồi. Nếu như mày không muốn ăn cơm tù thì mày thả tụi học sinh tao ra. Mày được lắm. Wow. Em thiệt là không ngờ thầy lại lợi hại như vậy.
Em bắt đầu ngưỡng mộ thầy rồi đó nha. Hồi nãy á thầy, em lo cho thầy lắm luôn á. Nhưng mà em không ngờ thầy phản đem tụi nó mạnh mẽ như vậy luôn á. Mà thầy, em có một thắc mắc. Bộ thầy là công an chìm hả? Sao thầy có cầm số 8 vậy thầy? Nói nhỏ thôi. Cái chuyện này á là bí mật của bố thầy cho chúng ta thôi, nghe chưa? Các em nhớ sau này mà có đụng chuyện gì nữa thì hãy nhớ đến thầy, thầy sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ các em. Yeah, hay quá, hay quá, hay quá. Bây giờ thầy cho chúng ta cùng về lớp thôi. Yeah. Ủa thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi. Trái cho tụi em thầy ơi. Ôi, không phải thầy ơi. Ủa thầy ơi, thầy. Wow. Em sắp ngưỡng mộ thầy đó thầy ơi. Phụng Thiên thừa nhận Hoàng đế chiếu rằng hôm nay thầy nghỉ. Chính ra hay là lớp mình tổ chức văn nghệ đi. Ý kiến hay. Đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Gì vậy? Gì vậy? Có là trời ơi. Chúng ta xin chào đón một giọng ca mới trong làng giải trí. Wow! Bạn thua tại tôi. Mà bà Vy bà hát á, mình phải đóng cửa lại chứ thôi giọng bà bay lung tung. Cũng đúng, cũng đúng. Lẹ đó, lẹ đó. Ai. Ok mọi người luôn, bây giờ tôi sẽ trình bày bài hát Lớp Trưởng Bất Ổn. Xin mời vũ đoàn ABC lên minh họa ạ. Mình minh mừng cho anh chị đẹp xinh đẹp đôi Lan Phụng chúc mai một nha. Vâng. Và giờ đây không để quên chị chờ đợi lâu nữa, cùng dành một tràng pháo tay thật to thật dài để chào đón đôi đôi của chúng ta. Thôi đừng giỡn nữa. Bây giờ MC chị Đinh người hát đi. Ok. Không ai hát thì để tôi hát cho. Và sau đây là phần trình diễn của ca sĩ Gia Hoa. Coi đây là cái lớp học hay là sân khấu ca nhạc hả? Dạ tại vì đâu có ai dạy tụi em đâu thầy. Đúng rồi thầy, thầy Đức cũng bỏ tụi em đi rồi. Rồi tụi em tính tầm loạn lên đó hả? Lớp trưởng đâu rồi? Dạ em. Em mà còn không quản được cái lớp này á, lên phòng giám thị viết kiểm điểm cho tôi. Ủa thầy, nhưng mà cái micro đâu? Thu trước nha. Trời ơi, tại mấy người hết luôn á. Mấy người quậy như vậy là tôi với bạn kiếm điểm đó chưa? Trời ơi. Tại bà luôn á. Ê mà khoan. Thôi lỡ tạo nghiệp rồi, quậy tiếp đi. Thầy vô. Ai muốn lên phòng giám thị, bước lên đây. Quá là mệt mỏi rồi. Cấp bao. Mọi người lên phòng thầy hiệu trưởng đi. Hồi nãy tôi đi ngang qua thấy thầy Đức với thầy hiệu trưởng nói chuyện nghe căng lắm. Hả? Ê, đi coi thử. Cho tôi với.
Thầy coi cái việc thầy đã gây ra đi. Ha? Thân là giáo viên đi quýnh lộn với cái đám kia trước mặt học sinh của mình. Hỏi coi, mặt mũi tôi nè, làm sao mà binh vực được cho thầy đây? Thưa thầy, tôi không thể nào nhìn đám côn đồ kia hành hung học sinh của tôi được. Trời đất ơi, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Không thể nào mà lấy bạo lực trấn áp bạo lực được, hiểu không? Vì vậy mà cho nên thầy mới một thân một mình đi cứu đám học sinh. Ủa, rồi lỡ thầy cứu không được thì sao? Không chỉ riêng thầy mà cả cái đám học sinh nó cũng gặp nguy hiểm nữa. Trời đất ơi, cái việc cứu học sinh nhiều cách lắm. Thầy nè, có thể gọi cho cơ quan chức năng, cơ quan chính quyền, đúng không? Hoặc là gọi về cho nhà trường, rồi sẽ có biện pháp kịp thời ngăn chặn. Rồi giờ làm sao? Cho dù thầy có lý do chính đáng đi chăng nữa, mà bây giờ nè, đó, thầy gây phiền phức rắc rối cho nhà trường rồi, thì thử hỏi bây giờ nè, nhà trường có cách gì để bảo vệ cho thầy đây, hả? Thầy ơi, em... Thầy ơi, em làm chứng ạ. Ai cho tụi em vô đây, hả? Tụi em gây phiền phức rắc rối vậy chưa đủ hả? Dạ, không phải thầy. Tại vì đám người kia bắt nạt tụi em trước, nên thầy Đức mới tới cứu tụi em thôi thầy. Nếu mà không có thầy Đức á hả, chắc là tụi em không còn đứng ở đây đâu thầy. Em im lặng đi, ai cho em đi vào đây? Đi ra ngoài cho tôi. Đây là việc của người lớn, không phải việc của các em. Nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết, đi về lớp nhanh. Không biết thầy có bị đuổi không nữa mấy bà, chứ tôi thấy tình hình này căng lắm đó nha. Đuổi gì mà đuổi, thầy có làm gì đâu mà bị đuổi, ông đừng nói xui nghe. Ủa bà không nghe thầy hiệu trưởng nói hả? Tình hình có vẻ nghiêm trọng lắm á. Tức ghê, tất cả là tại cái đám lớp trên dám đi tố cáo thầy của tụi mình. Bây giờ tôi phải lên trên đó rồi hả, tôi dạy cho tụi nó một bài học mới được. Thôi đi, giờ này còn đi gây sự gì nữa. Thầy Đức đang bị thầy hiệu trưởng la chưa đủ hả? Vy. Thầy, các em đừng có đi gây sự nữa được hay không? Xém chút nữa là bị người ta đánh rồi. Trải qua sự việc lần này, tại sao các em lại không rút ra được kinh nghiệm cơ chứ? Nhưng mà tụi em đâu để thầy bị oan được. Thầy không có bị oan. Các em đừng có suy đoán lung tung nữa. Đây là trách nhiệm mà thầy phải chịu. Thôi, các em mau về lớp học đi. Nhưng mà thầy đã cứu tụi em mà, đáng lý ra thầy phải được vinh danh rực rỡ, chứ sao lại phạt thầy được ạ? Đúng rồi đó thầy, nếu có bị phạt á thì tụi em phải là người chịu phạt mới đúng. Đúng rồi thầy, tụi em sẽ luôn luôn bên cạnh thầy. Thôi được rồi, bây giờ các em quay trở về lớp, cố gắng chăm chỉ học hành, thì tôi sẽ coi như đó là hình phạt mà các em phải chịu. Vậy nha, tạm biệt lớp giúp thầy. Ủa, thầy nói vậy là sao mấy bộ? Là sao ta? Trời ơi, cái bà này sao mà ngu lâu dốt bệnh khó đào tạo quá vậy? Ủa Huy, mà thầy nói vậy là sao? Thầy nói vậy á, tức là thầy không được dạy lớp mình nữa rồi. Có nhiều đứa cũng không hiểu nữa. Thank you.
Ê thầy, thầy kìa mọi người. Chờ tôi với, chờ tôi với. Chờ tôi với. Thầy ơi, chờ tụi em với thầy. Thầy. Ôi mà thầy, hay là thầy cho tụi em biết nhà thầy Đức ở đâu được không thầy? Tôi đã nói rồi, không biết là không biết. Sao cứ hỏi hoài vậy mấy đứa này? Em không có tin đâu. Địa chỉ của thầy Đức á, chắc chắn là phải có ở văn phòng trường, đúng không? Đúng, đúng. Thầy, thầy tìm địa chỉ nhà thầy Đức cho tụi em đi nha. Tụi em đội ơn thầy lắm lắm luôn á. Đúng rồi thầy. Không biết là không biết. Thầy, bây giờ thầy chỉ nhà thầy Đức cho tụi em chỉ cần địa chỉ thôi. Tụi em sẽ bao thầy một ly trà sữa. Mười ly luôn. Như vậy là hối lộ nhân viên quan chức nhà nước nha. Coi chừng tôi nha. Không phải đâu thầy. Không phải thầy. Tại vì em biết thầy là một người giáo viên gương mẫu chính trực. Còn nói về cái độ uy quyền của thầy trong cái trường này thì ai có bằng thầy đâu em. Em nói chính xác rồi đó. Vân, tìm nhà thầy Đức làm gì? Tới tới làm loạn hay gì? Chịu đựng tụi em ở trường chưa đủ hả? Không phải đâu thầy. Tại vì á, tụi em á, đám tụi em không có thầy Đức, tụi em không có tập trung học hành được. Tụi em hứa là lần này tụi em không bao giờ làm loạn nữa. Với lại tụi em chỉ cần biết nhà thầy Đức là đủ rồi thầy nha thầy. Thôi nha, không biết nha, không làm phiền tôi. Thôi đúng rồi. Tôi sợ tụi em quá rồi đó. Bà Vy ơi là bà Vy, cái gì đâu mà cứ đi lòng già lòng vòng. Nguyên xóm này người ta biết mặt bốn đứa mình hết trơn luôn rồi đó. Cái ông không thấy sáng giờ cái xóm này nó bự cỡ nào hả? Tính ra là phải kiên nhẫn xíu chứ. Huy nói đúng mà, đi lòng vòng riết rồi cái chân tôi nó muốn sụp luôn rồi nè. Ủa trời, ai bắt bà đi chung đâu rồi bà đi theo tôi chi vậy? Hôm nay á, tôi phải nói với ba tôi á là đi học thêm để đi kiếm nhà thầy với mấy người nè. À, vậy là cũng bon chen dữ hen. Mà nắng quá à, tôi muốn xỉu. May, bà đừng xỉu đây nha. Bà xỉu đây, à không ai đỡ được đâu. Nói cái gì á? Thôi, lo đi kiếm nhà thầy lẹ đi nè, mệt quá. Đi. Đi. Ê, khoan mọi người. Hình như nhà thầy ở bên đó đó. Đâu đâu? Kìa thấy không? Chắc không? Chắc. Vậy thì lẹ lên. Đi. Đi. Ê bà Vy, bà có chắc ở đây đúng là địa chỉ nhà thầy Đức ở chưa? Chứ từ sớm giờ là tụi mình lượn quanh cái xóm này là 8 vòng rồi đó nha. Tôi chắc chắn 100% luôn. Tại vì á, tôi nghe thầy giám thị nói là trong cái xóm này chỉ duy nhất nhà thầy là có màu xanh lá thôi. Hèn chi, xanh lá là xa lánh. Thấy mọi người xa lánh thầy quá trời. Tào lao, thầy xa lánh mọi người. Thôi mấy người đừng có nói tào lao nữa. Nắng quá à, hay là mình đi về đi. Thầy chắc không có về đâu, cửa khóa ngoài rồi kìa. Trời ơi, bà ráng đợi thêm xíu nữa đi. Lỡ đâu, thầy bận công việc gì chưa về kịp thì sao? Thôi nắng quá à, đen da tôi hết luôn á. Không ấy à, tướng chị nắng cho mây nghe. Cốc. À đúng rồi đó, nắng thiệt ha. Nép vô đây nè Vy. Đúng là cuộc tình ngang trái. Ê mọi người, thầy kìa. Thầy. Kìa. Hả? Sao thầy bận đồ shipper vậy? Không lẽ nhìn là biết rồi còn gì. Thầy đổi nghề shipper thiệt rồi kìa. Thầy á, chưa nắng chạy shipper. Khoan. Gì? Trước khi khóc á, gỡ miếng ớt trên răng ra kìa. Đúng là nước mắt cá sấu mà. Hồi xưa thì toàn là bày trò chọc phá thầy, bây giờ bày đặt khóc với lóc. Nè nè, mấy cái đứa kia làm cái gì mà lấp ló đó đó? Đi lại đây tôi biểu coi. Thầy thấy rồi kìa đi.
Dạ thưa thầy. Các em đang làm cái gì ở đây vậy hả? Tại sao tụi em lại biết nhà của thầy? Tụi em phải lôi kéo năn nỉ thầy giám thị mấy lần mới biết được đó thầy. Đúng rồi thầy. Hay là thầy quay trở lại lớp dạy tụi em được không thầy? Ủa mà thầy ơi, sao tự nhiên thầy chạy shipper vậy thầy? Rồi bây giờ mấy đứa tính đứng đây chất vấn thầy luôn hay gì? Vô nhà đi rồi nói chuyện. Dạ vô. Vô. Trời nóng quá. Sáng giờ phẻ. Mấy cái đứa này cũng quậy phá như ngày nào à. Sao thầy lâu quá giờ mọi người? Ồ, đi sáng giờ cái nó muốn chết luôn rồi nè. Ê, không mấy vô nhà thầy uống nước đi. Không có được, phải đợi thầy vô. Đúng rồi, đợi tới đi thầy vô liền giờ mà. Ê, thầy kìa. Thầy vô đây đi thầy. Rồi thôi, các em ngồi đợi thầy chút nha. Dạ. Nhà thầy nhỏ ghê, không bằng 1/10 nhà tôi nữa. Ai không biết nhà bà giàu, có cần phải khoe dữ gì không? Nghe mà tôi tức. Thôi, ngồi xuống đi. Ê, công nhận nhà thầy không có gì giá trị mà mấy quyển sách hết trơn. Thầy đúng rồi, thầy là thầy mà, phải nhiều sách chứ. Thầy phải đọc nhiều sách mới dạy được tụi mình chứ. Dạ, con nghe nè. Sao rồi dì? Dạ dì hai nhớ dặn mẹ con nghỉ ngơi và dưỡng bệnh cho tốt, mua thuốc và đồ ăn bồi bổ, đừng có lo cho con. Dạ, tới tháng con sẽ gửi tiền về, dì hai nhớ mua thêm thuốc cho mẹ con nha. Dạ con đang có khách. Dạ con chào dì. Sao rồi? Sáng giờ mấy đứa đi tìm nhà thầy chắc khó khăn lắm phải không? Dạ, cũng đâu khó khăn lắm đâu thầy. Lòng vòng mấy tiếng là tìm ra. Dạ, tụi em đi vòng qua vòng lại cũng 8 vòng. Em là mất cả ngày luôn thầy ạ. Dạ, em muốn rụng cặp giò luôn. Thầy biết mà, đường vô trong nhà thầy á, nó lằn hoằng lèo quèo, khó tìm lắm. Thầy ơi, mà thầy đừng có bỏ tụi em được không thầy? Dạ, đúng rồi thầy. Hay là thầy quay trở lại trường dạy đi thầy. Dạ, không có thầy á, tụi em học không có vô. Các em đều là những học sinh thông minh và nhanh nhẹn. Thầy tin á, nếu như mà các em chăm chỉ học hành thì sẽ có kết quả thật là tốt. Nhưng mà đừng có đi gây sự nữa. Vậy nếu mà tụi em học tốt với lại không đi gây sự nữa thì thầy được quay trở lại trường dạy đúng không thầy? Về cái chuyện này á, thì thầy không thể quyết định được. Dạ, em đại diện cho lớp 11A5, xin thầy cho thầy Đức trở về trường dạy tụi em ạ. Chuyện này đã giải quyết xong xuôi hết rồi, nhiệm vụ của tụi em bây giờ là lo học hành thôi. Dạ không đâu thầy, tụi em sẽ không thể nào yên tâm học hành gì được khi mà nghĩ tới thầy Đức đã vì tụi em mà bị đuổi. Huống chi là bây giờ thầy ấy vừa phải chạy shipper lo cho bản thân, vừa phải lo cho mẹ già ở dưới quê nữa. Thương lắm thầy ơi. Dạ đúng rồi á thầy, cái này là lỗi của tụi em mà, tại sao thầy Đức lại phải chịu à? Dạ cái đó gọi là bất công đó thầy. Dạ đúng rồi á thầy, thầy tha cho thầy Đức đi thầy. Hay là một lần thôi thầy. Dạ. Tụi em hứa là sẽ thay đổi thầy. Em đi nha thầy. Một lần thôi là thầy Đức sẽ qua thầy Đức. Cái gì vậy? Hả? Tụi em tính vô đây làm loạn đó hả? Dạ không có thầy. Tụi em xin lỗi thầy, nhưng mà nếu mà thầy Đức quay trở về trường á thì tụi em hứa sẽ ngoan ngoãn ạ. Thôi, khỏi. Đừng có hứa hẹn cái gì hết á. Em đó, em là lớp trưởng, em cầm đầu quýnh lộ quýnh lão vậy. Hỏi làm sao mà tôi tin em là em ngoan được đây. Tụi em hứa hận rồi mà thầy. Dạ, tụi em hứa lần này sẽ thay đổi mà thầy, chỉ một lần duy nhất thôi mà thầy. Dạ, chắc chắn luôn đó thầy. Dạ. Suy nghĩ lại nha thầy. Dạ, thầy.
Thôi được rồi, nhưng mà tôi sẽ có một điều kiện đó. Điều kiện gì thầy? Nếu như tới cuộc thi giữa kỳ này mà tất cả các em 100% trên trung bình thì tôi sẽ cân nhắc lại chuyện này. Dạ, tụi em cảm ơn thầy. Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ, tụi em cảm ơn. Nếu như không được thì đừng nói là tôi chấp nhận, mà tôi còn phạt nặng tụi em nữa đó. Dạ, không sao thầy. Dạ, thầy, tụi em đồng ý. Dạ. Yeah. Đi về lớp hết đi. Dạ, 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 em về thầy. Dạ. Đúng là tuổi trẻ chuyên làm loạn. Ờ, cái tên gọi gì xấu quá. Đẹp không bệnh. Đẹp không? Đất ơi, nghe bệnh không? Chị Giang chỉ cho nó. Giang ơi, Giang. Trời, nó là cái lớp này. Bà ngồi với tôi hát cái gì cho. Thôi 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 thôi, bà đừng có hát. Bà mà hát nữa chắc tôi viêm tay giữa luôn. Tập trung nè. Phụng Thiên thừa nhận Hoàng đế chiếu rằng để đạt được mục tiêu á hả, giữa học kỳ này lớp chúng ta 100% trên trung bình thì mọi người phải cố gắng học tập để thầy Đức còn quay trở lại lớp mình để dạy tụi mình nữa chứ. Mọi người ráng lên nha. Tôi đồng ý với ý kiến của bà, nhưng mà bà tự xem lại bản thân mình đi nha. Bà là chúa lười học luôn, đã vậy điểm dưới trung bình của bà quá trời. Tôi cũng cố gắng hết sức rồi mà tại năng lực có hạn. Mà thủ đoạn của bà vô biên luôn nên mới được làm lớp trưởng á. Nè, tôi không có muốn là lớp trưởng nha, tại cô bắt làm chứ bộ. Thôi bây giờ tôi có ý kiến vậy. Lớp chúng ta sẽ chia nhóm ra để ôn bài. Các bạn học khá sẽ kèm cho các bạn học yếu. Theo tình hình của lớp á, thì tôi thấy là ở phía dưới lớp nè, nhóm của Ngân nè, Ngân là học khá nhất thì Ngân sẽ kèm cho các bạn ở phía dưới. Bên đây á thì có Duy, đúng không? Duy sẽ kèm cho các bạn ở phía bên này. Còn Tâm, nói chung là các môn học đều ổn, trừ môn toán còn yếu lắm. Vy cũng vậy nữa. Cười gì? Cũng được nè. Nên là tôi sẽ kèm cho Tâm với Vy ha. Tôi nữa thôi. Nè, tôi vừa mới nói xong luôn á. Mình chia nhau ra học nhóm là để đạt được hiệu quả, chứ không phải là để học cho vui. Nên là May ở bên đây thì về nhóm của Duy đi. Tôi đồng ý. Ông nói gì vậy Huy? Tôi học cho vui hồi nào. Thì ý là Huy có thể không thích May, nhưng mà May thích Huy chứ đâu có ghét Huy đâu. Mà lúc nào Huy cũng tránh mặt May vậy. Trời đất ơi, có gì đâu khóc bà. Tại bà được người ta thích nên bà đâu biết được cái cảm giác đó hả, bị người khác từ chối như thế nào đâu. Người ta không thích mình thì mình thích người khác, có gì đâu mà khóc. Mà May khóc dễ sưng mắt, xấu lắm. Ủa, bà mà cũng đẹp nữa hả? May, cho Huy xin lỗi đi mà. Huy không có cố ý đâu. Huy đâu có muốn mà xa lánh hay là ghét bỏ gì May đâu. Huy chỉ muốn là lớp mình đạt được điểm thi tốt nhất thôi mà. Thì May cũng đâu có muốn khóc đâu, mà tại nước mắt nó cứ tự trào ra chứ bộ. Trời đất ơi, gì mà khóc vô suối vậy bà nội? Ông nội vô duyên quá, về chỗ coi. Thôi được rồi, tôi sẽ không khóc nữa, nhưng mà tôi nhất định sẽ chăm học để chứng minh cho Huy thấy. Nhưng mà người nào mà điểm dưới trung bình á thì sẽ phải chui hén cả lớp và bao cả lớp uống trà sữa, chịu không? Phạt thì phạt một cái thôi, làm gì phạt nhiều dữ vậy? Ủa, bà sợ bà bị điểm với trung bình hay gì mà bà phản bác dữ vậy? Không có. Vậy thì bà ráng lên, đừng có để mất mặt đó. Ê, Huy, công nhận gái lớp mình mất ước thiệt luôn á. Huy mới nói có xíu, cấp ngập lớp luôn. Bộ con gái là đứa nào cũng mất ước vậy hết hả? Bà Huy, sao đánh đồng với được? Ai thì tôi không biết, nhưng mà bà Huy chưa thấy bà khóc bao giờ. Hả?
Đây, Vi một tờ, Tâm một tờ. Cảm ơn. Dạ. Đây á, là bài kiểm tra thử tôi ra cho hai người làm đó. Làm đi. Trời ơi, cái gì mà nhiều vậy? Còn khó nữa chứ. À, hay để cái này tôi về nhà làm được không? Không được. Làm thì phải làm ở đây chứ. Ê, anh Huy, cái này cho em về nhà làm được không? Em quên mất tiêu, bữa nay mẹ em đón. Em sợ mẹ đợi á. Nếu mà mẹ đợi thì thôi, em về đi. Tôi cũng về, tôi có việc bận. Không. Tâm, về nhà nhớ làm bài tập, rồi mai nộp lại cho anh đó. Dạ em biết rồi, vậy em về trước nha. Bye bye. Ê, tôi nói thiệt đó, cái này tôi về nhà làm được không vậy? Được. Được chứ. Nhắm mà chui qua hán cả lớp được á thì về đi. Làm gì căng dữ vậy? Thì làm thì làm. Nè, Vi này mà ra tay á thì gạo cũng nấu thành cám cho coi. Ừ, để rồi coi. Ê, em đi đâu vậy? Đi xả nước cứu thân. Bộ muốn đi chung. Không, ông đi đi. Vô duyên. Ê, cấp báo. Ở ngoài có đánh nhau kìa. Ê, ngoài kia có quýnh lộn. Tôi đi đâu rồi? Ngồi xuống. Tôi thấy quýnh lộn, tôi phải giải quyết. Hăng quá ha. Đánh nhau đã có bác bảo vệ lo, có thầy cô lo. Việc của bà là lo làm bài đây nè. Làm thì làm. Nhanh lên. Đi đi. Bài gì mà khó dữ vậy trời? Cho đề với ai làm được? Mà ở ngoài có đánh nhau, giờ mình nên đi không ta? Đi hay ở? Ở hay đi? Đi ở, đi ở. Không được, không được, không được. Thầy Đức đã cứu tụi mình, giờ mà bỏ thầy đi vậy rồi sao thầy quay trở lại trường được? Quyết định lại là không đi, ở lại học bài. Cũng qua mà buồn ngủ không tha ngày nào làm sao? Học chưa, xong chưa? Trời ơi, xong rồi. Ông kiểm tra đi. Được coi. 1 2 3 4 6. Ôi, đúng hết luôn rồi nè. Giỏi quá ta. Thiệt hả? Ờ. Tôi mà phải giỏi thôi. Tôi sẽ thưởng cho bà 1 lít trà sữa. Nhớ phụ tích bệnh nha. Ok. Trời ơi. Oh no. Nguyễn Phạm Tường Vy. Trời ơi, giờ này ai ổn vậy? Để tao gửi cho. Trời ơi là trời. Đây là lớp học, chứ có phải là cái giường ngủ của bà đâu. Vậy. Trời ơi, ông không biết gì hết trơn á. Ông có biết nơi thích hợp nhất để ăn là trên giường
Nơi thích hợp nhất để ngủ là trong lớp. Nơi thích hợp nhất để hát là nhà tắm. Đặc biệt nha, nơi thích hợp nhất để dùng điện thoại, ông biết ở đâu không? Ghế sofa hả? Tào lao, đó là toilet. Ông thấy tôi định nghĩa thế giới này có chuẩn không? Chuẩn. Chuẩn bị chui qua hán cả lớp thì có. Trời ơi, bà mà học hành kiểu này á là bà tiễn thầy Đức đi thỉnh kinh luôn rồi. Chứ quay về cái gì nổi nữa. Thì tôi hứa tôi sẽ cố gắng mà. Tại vì tôi muốn ngủ tí xíu cho tỉnh táo lại thì mới học tiếp được chứ. Ê mà nó nghe nè, hồi nãy ông ra ngoài đó ông thấy ai quýnh lộn với ai vậy? Rồi mọi người có sao không? Ờ, ở ngoài đó thì có chuyện gì không? Có ổn chưa hả? Gì vậy? Tôi nói bà nghe nè bà Vi. Bà mà cứ như vậy á, làm sao mà tôi kèm bà học được? Tôi giỡn xíu á. Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ học bài thiệt là tốt. Chắc không? Chắc. Nè, nếu á mà lần thi này tôi đạt trên điểm trung bình á thì ông có dám là nhảy khi mà thầy Đức trở về không? Làm gì tôi cũng làm hết trơn á. Lo làm bài đi. Được, làm thì làm. Thiệt tình, tôi cũng không hiểu sao một đứa mà hả vừa quậy vừa lười vừa tào lao như bà không có một cái đức tính nào mà dễ thương hết trơn á, vậy mà tôi cũng thích bà được. Kỳ vậy ta. Nè nè, ông có để yên cho tôi học không vậy? Học đi học đi, nhanh lên rồi tôi còn cho bài tập về nhà nữa. Hả? Có bài tập về nhà nữa? Ủa chứ làm sao? Trời ơi, nhiều quá vậy. Xong chưa mày? Đợi xíu, sắp xong rồi. Cho bà có 20 phút bà làm mà bà làm tới 45 phút lận đó. Em cho bài quá trời luôn á. Làm vậy sao rồi thi? Câu. Nè. Làm sai hết thì biết tôi. Đúng nè. Cái này cũng đúng. Đúng luôn. Đúng đúng đúng. Mày, tôi không nghĩ là bà thông minh tới vậy luôn á. Wow. Tôi phải cho Huy thấy tôi là một người con gái bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền, tính tình thân thiện, tốt bụng, lại còn học giỏi nữa chứ. Thì không lo. Tôi không nghĩ là tình yêu có thể làm động lực to lớn như vậy đối với bà. Ê, còn động lực để thầy Đức quay trở lại trường nữa. Rồi còn gì nữa không? Động lực để nhỏ Vi chui hén cả lớp. Nếu như mà kỳ thi này á, bà Vi á, bà bị điểm thấp, chắc chắn tôi sẽ là lớp trưởng. Tới lúc đó, nhất định Huy sẽ thích tôi. Quanh đi quẩn lại tôi cũng làm cho Huy để ý tới bà không à? Chứ sao? Cấp báo, cấp báo, cấp báo, cấp báo. Sao rồi? Thám thính sao rồi? Bà yên tâm, bà Vi không có làm nên trò trống gì đâu. Bà chỉ mê ăn, mê ngủ thôi. Tôi biết ngay mà, bà Vi á, bà mê chơi lắm. Kỳ thi này, chắc chắn tôi sẽ là lớp trưởng. Đúng rồi, mây tỷ tỷ, cố lên. Thôi, vô học bài làm bài lẹ đi, sắp thi tới nơi rồi nè. Biết rồi. Nãy giờ đang làm bài mà đi đâu vậy chạy? Sai. Như vậy mới đúng nè. Đúng. Ê, tôi thấy có cái gì đó sai nha. Hay là hai người thích nhau luôn đi. Cái gì vậy? Rồi, kiểm tra bài tập về nhà. Đây. Coi. Đưa đây coi. Cái gì vậy? Đưa đây coi. Làm gì cầm cứng ngắc vậy? Có mấy bài tôi chưa làm kịp. Trời ơi, cho bài về nhà từ hôm qua tới giờ, làm gì mà không làm kịp? Tại có nhiều bài khó quá. Để coi. Sai nữa. Vừa vô câu đầu là thấy sai rồi. Sai nữa. Sai. Sai luôn. Sai hết. Trời ơi. Bi ơi là Bi.
đầu bà chứa tàn trà sữa hay là gì mà học hành không vô vậy hả? Thì tôi cũng cố gắng hết sức rồi chứ bộ. Tôi nỗ lực lắm không biết không? Thiệt luôn á, tôi bó tay bó chân bó mình chấm cơm với bà, kèm mà hoài không có được cái kết quả gì hết trơn. Ê! Ông làm gì vậy? Ôi ôi, ông định làm gì bậy bạ tôi đúng không? Nè nha, nè nha, ông thích tôi thì tôi có thể tha thứ, ông đánh tôi nè, tôi cũng có thể tha thứ luôn. Nhưng mà với cái suy nghĩ bậy bạ của ông á hả, tôi không thể tha thứ nghe chưa? Bà mới là đang nghĩ bậy bạ đó bà. Bây giờ á, tôi phải dẫn bà qua nhà thầy Đức, có như vậy mới chữa được thôi. Đi. Hey, hai đứa bay định đánh lẻ đúng không? Tao biết thầy nha, tao biết thầy nha. Nè, chuyện lần trước á, tao đã bỏ qua rồi. Tụi bay đừng có mò qua bên đây mà chọc ghẹo con gái lớp tao nữa. Không thì đừng có trách nha mấy thằng nhóc. Ê, hey, mày nói ai nhóc vậy? Tao nói tụi mày đó, ăn rảnh rỗi thì lo học hành đi, suốt ngày chọc phá người khác không ra gì. Tụi tao thích cái thằng quách con. Nè, nói ai là quách con hả? Tụi tao nói mày á, được không? Miệng còn hôi sữa quách con là đúng rồi. Bây giờ ha, tao sẽ dạy cho quách con một bài học. Chửi đứa cười nó quýnh đâu kìa. Mà mày ngồi mày coi phim gì vậy? Tao vô nó quýnh tao sao? Tụi bay được lắm. Tao về tao kêu giang hồ xử đẹp tụi bay luôn. Giang hồ hả? À? Giang hồ đâu? Quay, quay. Giang hồ đâu? Quay. Quay. Vy, 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 Vy. Vy, thôi Vy. Mày ép tao không? Tao dễ tới gì đó. Chú ơi, nó quýnh con kìa. Tại tụi con đang học bài cái nó lại chọc mà chú. Đàn ông, đàn ơi, gì mà để cho con gái nó đập? Không biết nhục hả? Ê, chú làm bảo vệ mà chú không bảo vệ con gì hết trơn vậy? Thôi, lo rồi, học đi. Rồi mấy đứa này có giải tán đi. Lẹ đi, chừng chở gì. Dạ, em chào thầy. Dạ, chào thầy. Ủa, hôm nay hai đứa em qua đây kiếm tôi có chuyện gì nữa? Dạ, em thôi rồi, mấy đứa vô nhà đi, rồi nói chuyện. Dạ. Dạ. Rồi, hai em ngồi xuống đi. Nhà hơi bề bộn một xíu. Ngồi đâu thầy? Thì em thấy chỗ nào em ngồi được em ngồi. Dạ. Trời ơi, có sao đâu thầy. Tụi em là học sinh của thầy mà. Có gì phụ thầy dọn dẹp chút cũng sao. Thôi, được rồi. Để nó đi, lát nữa thầy dọn. Hôm nay hai em qua tìm tôi có việc gì không? Bị, mà nói đi. Lẹ đi. Dạ, em... Tại vì sắp tới kỳ thi giữa học kỳ rồi thầy, mà em phải đạt cho điểm trung bình, nên em tính nhờ thầy có thể dạy thêm cho em được không ạ? Bây giờ em học á là không hiểu bài, hay là
Học không biết gì hết. Nhưng mà không sao, em có ý học tập như vậy rất là tốt, nhưng mà muốn tôi dạy á thì phải có điều kiện nha. Dạ điều kiện gì cũng được thầy, em chấp nhận hết luôn. Điều kiện thứ nhất á là các em phải nghiêm túc học tập cho tôi, không được chiêu chọc lẫn nhau, và nhất là chiêu chọc tôi. Còn điều kiện thứ hai á là em phải tập đi cái tính nhẫn nhịn nha chưa, không có được đánh nhau nữa. Không có được đâu thầy, một lần nhịn là chín đứa ngồi lên đầu á thầy. Bà nghiêm túc xíu coi, nghe thầy dặn dò kìa. Một điều nhịn á là chín điều lành. Em thử nghe lời tôi, em nhẫn nhịn coi có đứa nào nó dám leo lên đầu em mới ngồi hay không. Thôi được rồi, nếu như mà em không nghe lời tôi á thì tôi không có nhận dạy em đâu. Dạ không. Chịu mà thầy, chịu. Nghe mà, nghe mà. Dạ nghe. Mà thầy ơi, không chỉ có em với Vi học đâu nha, bạn May với bạn Tuấn á cũng muốn tới nhà thầy học nữa đó. Thôi. Em đừng có biết cái nhà tôi là cái nhà dạy thêm hay là cái nhà dạy trẻ nữa cho. Tôi không có nhận đâu á. Dạ không phải đâu thầy. Tụi em hứa là tụi em sẽ tới đây học hành nghiêm túc, chứ ở nhà mấy bạn học không có vô. Đúng rồi thầy, trong đầu em suốt ngày cứ nghĩ đến ba cái chuyện mà phải bảo vệ công lý với lại giúp đỡ các bạn trong lớp. Em nhức đầu lắm luôn á thầy. Rồi trong lớp á thì có bạn ngồi trang điểm, có bạn suốt ngày lo bấm điện thoại không có lo học á thầy. Thôi được rồi, vì lương tâm nghề cũ, vì tương lai của các em, tôi đồng ý. Chà, hôm nay đúng là mặt trời mặt ống tay ngang. Lớp trưởng đi học sớm, không ngủ gục trong lớp, lại còn siêng năng làm bài tập nữa. Lạ ngang. Nè, ông có để yên với tôi học không hả? Tuấn không được làm nhục ý chí của lớp trưởng nghe chưa? Giỡn xí. Mà bà học sao rồi? Chán lắm bà ơi. Không học á thì không ngu, càng học càng ngu. Nè nha, ông không có làm phiền Vi nữa nghe chưa? Ngồi im nói cho tôi. Gì? Vi ơi là Vi, học hành thì chẳng ra gì, suốt ngày đi chọc phá thầy cô, kiếm chuyện đánh nhau với lớp khác. Mình đâu có xứng đáng là lớp trưởng đâu. Cả lớp, tôi có ý kiến như vậy. Hiện tại là lớp mình không có thầy chủ nhiệm, mà bản thân tôi á thì vừa học ngu, còn không có tính kỷ luật nữa, nên tôi muốn xin bầu lại lớp trưởng khác. Tại tôi xét thấy là tôi không đủ khả năng để đảm nhận cái vai trò này. Mọi người lựa lớp trưởng khác đi nha. Ủa, bà không làm rồi ai làm? May nè, May bà muốn làm lớp trưởng đúng không? Thôi, đúng là tôi thích làm lớp trưởng thiệt, nhưng mà bằng năng lực của tôi kìa, chứ không phải bà không thích làm rồi đẩy qua cho tôi. Nếu như mà học kỳ sau á, tôi cao điểm hơn bà thì nhất định tôi sẽ là lớp trưởng. Ok, vậy chốt, bà Vi vẫn là lớp trưởng. Ê ông Huy, tôi thấy ông Huy làm lớp phó là hợp lý nha. Thôi, tôi không có làm được đâu ạ. Trời ơi, được hết trời. Ông học giỏi, ông làm lớp phó học tập là hoàn toàn hợp lý. Bây giờ Vi làm lớp trưởng, ông làm lớp phó, một cặp đôi hoàn hảo. Nè, mấy người không được ép đôi bậy bạ nghe chưa? Đang bàn chuyện nghiêm túc, mấy người đừng có chọc nữa. Tôi nói thiệt, tôi mới chuyển tới lớp chưa được bao lâu, làm sao hiểu hết các bạn, rồi làm sao mà làm lớp phó được. Với lại tôi cũng không muốn làm đâu, nên là tôi đề nghị á, hãy đề xuất một người khác đi. Không, tôi thấy Huy học giỏi, với lại cùng với bà Vi cao quản lớp. Lớp đồng ý không? Đồng ý. Im hết coi, không được đồng ý. Đồng ý. Lớp thì em làm hết coi, đồng ý cái gì hả? Đồng ý. Có tin tôi bẻ răng hết không? Trời ơi, hình như lớp trưởng thích lớp phó nên mới kích động như vậy đúng không? Tôi không có. Tôi á hả, không thích ai hết, mà cũng không ai được thích tôi nữa. Cái ông kìa, ông không được thích tôi nghe chưa? Ông thích May đi. Ủa gì kỳ vậy? Trời ơi,
hình như là lớp trưởng thích lớp phó cho nên là mới kích động như vậy đúng không? Nói đúng không? Cái lá thẻ đó coi. Về nhà thôi. Nè, mai mốt hai người không có được chọc hay là gán ghép đâu tôi với Huy nữa nghe chưa? Ủa sao vậy? Tôi thấy cũng vui chứ bộ. Vui cái gì mà vui, tôi thấy vậy không có vui chút nào hết trơn á. Với lại tôi nói thiệt chứ không có nói giỡn. Thì tụi này cũng đâu có giỡn đâu, tụi này chọc thiệt chứ bộ. Tôi là tôi chấm bà là chị dâu cũng nhớ tâm rồi đó. Ê, trời, sao bà thích tác động vật lý quá vậy? Ai bị ông tào lao làm chi, không nói chuyện với ông nữa. Bà không thích Quy, nhưng mà Quy thích bà mà. Tôi thấy cũng xứng đôi chứ có làm sao đâu. Chứ tôi mà là bà, tôi cũng thích Quy nữa. Ý tôi cũng vậy. Gì bên đi ngang vậy cha? Giỡn. Mấy người khùng quá à. Đó, May thích Huy đó, sao không chọc May với Huy đi. Tôi với May mới vừa hồi lại với nhau, bây giờ chọc vậy, lỡ May ghét tôi hơn sao? Với lại, bây giờ tôi đang tập trung học hành, lo tu tập, nên đừng có bao giờ mà chọc tôi như vậy nữa nghe chưa. Ê, con bộ kỳ này nó quyết tâm học hành quá. Đúng rồi á, tôi cũng thấy như vậy. Mà không biết Vi nó cố gắng vì thầy Đức hay là vì Quy ta. Thôi đi về. Đi. Lẹ. Công nhận thầy đọc nhiều sách thiệt chứ. Hèn chi văn giảng đạo của thầy không ngày nào là giống ngày nào luôn á. Vậy thì bà cũng ráng đọc nhiều sách đi cho thông minh ra ha. Nè nha, tôi với lại trí thông minh là trời cho, nên ông khỏi cần quan tâm nha. Ông lo cho ông đi kìa. Nhưng mà chắc thầy đọc nhiều sách lắm ha. Nhìn quyển nào cũng cũ. Hay là mình phụ thầy dọn dẹp nhà đi. Tôi thấy cái gì mà xung quanh toàn sách với lại báo không à. Mà toàn chữ chứ chữ. Tôi nhìn mà tôi nhức nhức cái đầu luôn á. Vậy tôi để tôi gỡ mấy tờ báo xuống. Bậy. Trời ơi, cái đó là giấy dán tường của thầy đó, sao không gỡ được? Ý tôi nói cái báo này nè. Thôi, tôi không có đụng tay đụng chân vô mấy chuyện dọn dẹp này đâu nha. Bà tự đi mà dọn. Thầy á, đã không có thời gian dọn dẹp nhà rồi, còn phải bỏ thời gian ra để kèm nhóm tụi mình nữa. Thôi thì tụi mình ráng phụ thầy một tay đi ha. Huy nói đúng á, mình phụ thầy dọn dẹp nhà đi. Tôi bó tay bà luôn á. Ê, dọn cho thầy tí đi nè. Nè. Mấy cái em này, tại sao không lo giải bài tập đi hả? Qua đây là để học, chứ không phải là làm ô xin cho tôi nghe cho. Không có đâu thầy. Tại vì mấy cái bài này khó quá, nhức đầu nữa, nên tụi em mới vận động tay chân chút xíu thôi mà thầy. Giải bài tập á là vận động trí não, chứ không phải là vận động tay chân, hiểu chưa? Rồi bây giờ qua đây học bài hay là dọn nhà? Dạ dọn nhà. Dám trả chiều nữa hả? Đừng tưởng là các em qua đây học thêm á là tôi không có phạt được các em nghe chưa? Dạ tụi em biết rồi thầy. Thôi tôi đi vô rửa mặt đi, mấy em lấy tập vở ra chuẩn bị đi. Dạ. Sao giờ này ông Tuấn còn chưa đi học nữa ta? Bộ ông định nghỉ nữa hả trời? Kỳ cục thiệt á, đã học không giỏi rồi mà còn không cố gắng nữa. Vậy ông thử gọi Tuấn coi sao. Ha, sao Tuấn nghỉ nghe. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không có bắt máy rồi. Xài điện thoại làm gì rồi gọi không bắt máy được vậy trời. Mà không biết ổng có giận tôi gì không nữa. Mấy ngày nay thấy ổng cứ lạ lạ á. Tính bà hay tào lao lắm á Vi. Nhiều khi ổng giận bà, ổng không muốn nhìn mặt bà luôn đó. Thôi, đừng có suy đoán lung tung. Tôi nghĩ chắc là Tuấn có chuyện gì khó nói thôi, chứ Tuấn không phải là kiểu người dễ giận dỗi gì vậy đâu. Mà không biết giờ ông Tuấn ổng có bị sao không nữa ha. Nè,
các em ăn trái cây đi rồi học bài tiếp. Wow, ngon quá vậy. Mày ơi, đây để em làm trái. Đây. Cảm ơn ông. Ngon ghê luôn. Ngon ha. Ôi, đúng là chị có thầy thương tụi em nhất. Cô nha, cô là cô dẻo miệng lắm đó. Cô là tôi lo nhất đó. Lo học bài đi để còn thi. Dạ, thầy cứ yên tâm vào năng lực tiềm ẩn của em. Trời ơi, mấy cái chuyện lớn thôi em còn giải quyết được. Nói chi ba kỳ thi này chỉ là kỳ thi con mũi. Em á nha, đừng có mà chủ quan. Chủ quan á là một đức tính xấu. Vì khi chủ quan á, làm cho con người ta ỷ y, từ đó mà dẫn tới thất bại. Chỉ sau khi thất bại, con người ta mới thấy được cái quan trọng và không nên chủ quan. Hiểu chưa? Dạ thôi mà thầy, em sẽ cố gắng mà, thầy đừng giảng đạo đó thầy. Vậy thì tốt. Mà thầy ơi, bạn Tuấn bị làm sao á thầy? Bạn không chịu đi học nhóm, đã vậy á, suốt ngày cứ buồn buồn, không chịu nói chuyện với ai hết trơn. Không biết Tuấn có bị sao không thầy? Ủa, bộ Tuấn xảy ra chuyện gì hả? Sao các em không gọi cho Tuấn thử? Dạ, tụi em có gọi nhưng mà không có máy. Với lại lúc mà vô trường Tuấn có ngồi một góc một mình là không nói chuyện với ai hết thầy. Tuấn là một cậu học trò hiếu động, thường hay quậy phá trong lớp. Chắc là Tuấn có cái chuyện gì đó mà khó chia sẻ. Ở đây có em nào biết nhà của Tuấn không? Dạ em thầy. Tốt, vậy thì bây giờ bốn thầy trò của chúng ta sẽ đi qua tìm nhà của Tuấn để tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra với Tuấn. Quyết định gì đi. Đấy, mấy cái đứa này. Là nhà đó hả? Lần này bao nhiêu phần trăm đây? 100% luôn. Trời ơi, nhà của Tuấn tôi qua chơi hoài, sao tôi không biết được. Ê, tôi thấy hình như nhà ông Tuấn không có người á. Hay là tụi mình chèo tường vô đi. Trời ơi, nay bà gan dữ vậy, bà dám chèo luôn đó hả? Dám sao không? Nhưng mà nhìn cái tướng của bà nhắm chèo nổi không? Cái bà này. Ê bà Vy, tôi thấy bà biết võ. Hay là bây giờ bà đạp cửa xong vô luôn đi. Thôi, không có được đâu. Tôi đạp cửa lỡ hư cái cửa rồi ai đền? Tôi đền, tôi có tiền mà. Sao hay ra dẻ quá à? Bộ lại đó bấm chuông không được hay gì? Ha. Nè nè, mày cái đứa kia. Tại sao lại bỏ tôi đi như vậy hả? Các em có biết là xâm nhập gia cư bất hợp pháp là phạm tội hay không hả? Dạ không có sao đâu thầy. Nhà bạn Tuấn cũng như nhà em mà. Với lại bây giờ mình phải vô trong đó thôi thầy. Nhà bạn Tuấn bên kia của thầy. Đúng rồi thì mình đi vô luôn đi. Đứng đây chi nữa. Đúng rồi thầy, Huy nói đúng hả? Mình đi đi. Ê, khoan. Tự nhiên cái tụi mình vô trong đó không có báo Tuấn trước. Lỡ đâu ổng có chuyện gì không muốn tụi mình biết thì sao? Thầy thấy Vi nói cũng đúng á. Tò mò bí mật chuyện riêng của gia đình người khác á là không tốt. Nhưng mà hôm nay mục đích chính của chúng ta qua đây á là tìm hiểu xem có sự việc gì đang xảy ra với Tuấn. Bởi vậy để thầy đi cho. Ê Tuấn đi tụi em. Đúng rồi, Tuấn nè. Đúng rồi. Tuấn, lại đây thầy biểu coi. Dạ em chào thầy. Ủa sao mọi người lại ở đây? Tuấn, tại sao mấy bữa nay em lại nghỉ học nhóm vậy hả? Hôm nay á, thầy và các bạn qua bên nhà em để tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra. Tại tôi thấy ông cứ buồn buồn nên tôi mới nói với thầy á. Nếu như mà có chuyện gì á thì em cứ nói ra đi. Thầy á và các bạn ở đây sẽ giúp đỡ cho em. Đúng rồi, có chuyện gì đi nữa thì cũng còn tụi này ở đây mà. Đúng rồi đó, có khó khăn gì á thì ông phải nói. Nhà ông mà thiếu tiền á thì tôi kêu ba tôi cho ông mượn. Bà xàm quá mấy. Tôi không nghĩ mọi người quan tâm tôi như vậy. Không mà không có tiện nói chuyện ở đây đâu. Hay mình gỡ quán đi rồi tôi kể cho nghe. Đi. Nè Tuấn, tôi
cho ông thêm một ly nữa nè. Ông cứ uống thoải mái đi, hôm nay tôi bao. Sao ông không uống? Nhìn ông còn buồn kìa. Bà tào lao quá mày. Ồ, tại bình thường tôi thấy ông được bao trà sữa ông vui lắm mà. Thật ra mấy nay nhà tôi có chút chuyện. Nếu á mà em có khó khăn gì á thì cứ nói ra, thầy sẽ giúp cho em giải quyết. Đúng rồi đó, tụi tôi đều là bạn của ông hết mà. Có gì nói rồi đi, chứ thấy ông buồn vậy, tụi tôi buồn theo á. Mấy nay ba mẹ tôi cãi nhau to dữ lắm. Họ đã quyết định ly hôn luôn rồi. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Thầy hiểu rồi. Người lớn á sẽ có những chuyện mà các em không thể nào hiểu được. Điều mà em nên làm bây giờ á là nên tôn trọng quyết định của họ. Thầy nghĩ á, ba mẹ của em cũng rất là khó khăn khi mà đưa ra quyết định này. Ba mẹ em á không sống chung với nhau được nữa thì họ cũng sẽ có cuộc sống riêng mà thôi. Nhưng mà em thương cả ba lẫn mẹ, em không muốn rời xa hết trơn á. Dù sao thì ông vẫn còn cả ba lẫn mẹ mà. Họ vẫn yêu thương ông mà. Tuy là họ không ở với nhau thôi. Tôi nghe bà ngoại tôi nói vậy nè, ly hôn á không hẳn là xấu đâu. Sống với nhau mà cứ phải suốt ngày tranh cãi, áp lực mới là buồn đó. Tôi nghĩ là ông nên tập làm quen, chấp nhận và vui vẻ với những quyết định của người lớn đi. Chú với dì của tôi cũng ly hôn nè. Hồi còn ở với nhau á, hai người họ cãi nhau miết à. Nhưng mà khi mà ly hôn xong, tôi thấy họ vui hẳn ra luôn á. Dạ, em cảm ơn thầy. Cảm ơn mọi người, là mọi người lo lắng cho em quá. Thôi, không sao. Nếu như mà em hiểu được á thì tốt rồi. Cái quan trọng bây giờ của em á là phải cố gắng học hành để làm sao á mà xứng đáng với tình thương của ba mẹ đã dành cho em. Ba mẹ đã lo cho em ăn, lo cho em học thì em á nhiệm vụ là phải cố gắng học hành cho thật là chăm chỉ. Hai ngày vừa rồi em nghỉ học, em có biết là mình mất bao nhiêu kiến thức không hả? Dạ, em xin lỗi thầy. Nói tới vậy rồi mà nhìn mà ông vẫn còn buồn quá vậy. Ê bà Vi, bà có cách nào cho ông Tuấn không vui lên liền không? Theo kinh nghiệm của tôi á thì mỗi lần tôi buồn tôi sẽ đi uống trà sữa. Bộ uống trà sữa là hết buồn hả bà? Uống trà sữa không có hết buồn chứ sao? Tại nó ngon. Ngon lắm á. Trời ơi, mấy cái đứa này cứ tào lao quá. Cái quan trọng bây giờ á là cố gắng học hành. Bây giờ tập trung về nhà tôi học tiếp đi nè. Thôi mà thầy, lỡ ra tới quán này rồi sẽ chết bổ đi thầy. Đúng rồi thầy. Đúng rồi đó thầy. Bữa nay thầy uống trà sữa với tụi em một bữa đi cho nó vui. Thầy chưa uống thử đây bao giờ đúng không? Uống thử miếng nha thầy. Thôi. Thầy chưa uống thử ở đây, đúng là phí hết nửa cuộc đời. Đúng không mấy bạn? Đúng rồi thầy. Mấy cái đứa này bớt tào lao đi nha. Công dân có trách nhiệm như thế nào đối với sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước? Có nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sản xuất kinh doanh, mình cần phải lựa chọn ra ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và nhất là khi nước ta. Chào thầy, chào mọi người. Chào em ngồi xuống đi. Dạ. Trời ơi, khách quý tới rồi kìa mọi người. Nè nha, ông phải học liền đi, chứ không thôi không theo kịp tụi tôi đâu đó. Tụi tôi học được nhiều lắm rồi đó nha. Thôi được rồi, hôm nay á thì thầy sẽ kiểm tra lại tất cả các bài học từ trước đến giờ để xem coi Tuấn có còn nhớ được gì nữa hay không. Thầy, nhớ nhẹ tay thôi nha. Đúng rồi thầy, nhẹ tay thôi thầy. Nhẹ như là lông hồng vậy đó thầy. Nhẹ là da. Tôi là tôi lo cho em nhất đó. Trời ơi, thầy đừng có lo. Đối với em mấy cái bài này đúng dễ luôn á. Em làm một cái một luôn. Mà hả, kỳ thi này em đảm bảo được điểm cao cho thầy coi. Lại chủ quan nữa rồi. Mấy đứa nghe lớp trưởng nói nhớ nha. Dạ. Lần nào Vi cũng nói vậy mà toàn làm sai hết đó thầy. Đúng rồi thầy, Vi nói đúng rồi thầy. Thôi nè, tập trung học đi. Dạ. Tốn học chung với mọi người nha. Học sinh nghe. Tiết học kết thúc các em có thể nghỉ. Khoan đã. Tất
Kể từ hôm nay giờ ra chơi nào, lớp mình cũng phải ở lại học bài nghe chưa? Hả? Thôi mà bà, có mỗi giờ ra chơi để thư giãn đầu óc mà bắt tôi học nữa là sao? Trời đất ơi, sắp thi giữa học kỳ rồi, bộ mấy bà muốn điểm không hết hả? Bộ, mọi người không muốn thầy Đức trở lại đây hả? Thì muốn chứ, nhưng mà ranh ngôn có câu á, học cho lắm đi tắm cũng ở chuồng thôi. Bà cho tôi thư giãn đầu óc một chút thôi có được không? Vậy thì lớp trưởng Vi cũng có câu no no. Đúng rồi, đúng rồi. Tập trung ôn bài đi các bạn ơi. Ráng ôn làm sao để cho điểm thi giữa kỳ thiệt là cao, để cho thầy Đức còn về với lớp chúng ta. Đúng rồi đó, lớp chúng ta ngày xưa nổi tiếng siêu quậy nhất trường. Bây giờ mình phải cùng nhau tạo nên kỳ tích để thầy Đức quay về, đúng không? Yeah. Chép bài vô nhanh lên nhanh lắm. Công thức đâu? Lấy công thức bên này ra áp dụng vô mới được chứ. Tâm nữa nè, nhanh lên. Đây, công thức đây, chép. Ghi cái này vô mới được. 5 phút nữa thôi nha. Về, hết giờ làm bài, đưa tôi coi coi. Nè. Đúng không? Cái này sai. Vậy vui đúng không? Cái này cũng sai luôn. Cái gì? Câu cuối đúng chắc luôn. Cái này đúng không? Đúng. Đúng. Chết liền. Ơi, Vi ơi là Vi, đầu óc để đi đâu vậy hả? Có 3 câu sai hết cả 3 rồi thi thố cái gì nữa? Cái gì? Ông có bị lộn không vậy? Tôi là tính kỹ lắm luôn rồi nha. Ông coi lại đi. Sai rõ ràng 10-10 ra đây, còn coi cái gì nữa? Sao mà văn á thì học được, toán thì dở quá vậy hả? Thì tại môn văn của thầy Đức nên tôi mới giỏi thôi. Rồi giờ mấy bài toán này phải làm sao đây? Giảng lại cho bà nữa hả? Đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi. Để Huy giảng lại cho Vi nha. Cảm ơn Huy. Chép lại. Vô, nhanh lên. Giỏi đúng hả? Giỏi gì hay dở gì thì cũng phải nhanh lên, mình thi mà. Bà đó phải lo học đó nha. Bà mà học không tốt á, bị điểm kém cả lớp sẽ bị ảnh hưởng cho coi. Tới lúc đó hả, tôi sẽ là lớp trưởng của cái lớp này. Dám đấu với tôi không? Thì ai sợ bà. Đấu thì đấu. Nếu á nha, tôi bị điểm kém á, thì tôi sẽ tự nguyện nhường chức lớp trưởng cho bà luôn. Ok. Ok, chơi luôn. Ok. Đó làm bài đi. Tiếp tiếp chỉ kỹ vô.
lớp chúng ta đã có kết quả thi giữa kỳ rồi. Ồ. Sao rồi? Nhiêu điểm vậy? Tôi lo quá Ê, có ai điểm dưới trung bình không bà? Ê, cho tôi biết điểm với. Trời, nói mẹ đi, tôi nôn quá nè. Trời ơi, bình tĩnh. Cái gì khó cứ để lớp trưởng lo. Lớp chúng ta 100% trên trung bình. Vì thầy đã được quay trở lại trường và dạy lớp tụi em tiếp ạ. Dạ thưa thầy, lớp chúng em đã đạt 100% trên điểm trung bình ở kỳ thi giữa kỳ này đó thầy. Tất cả cũng là nhờ sự cố gắng học tập của các em. Nhưng mà cũng do sự tận tâm chỉ dạy của thầy nên tụi em mới có ngày hôm nay á ạ. Nhưng mà các em cũng rất là giỏi luôn đó nha. Rồi thôi, bây giờ các em mau chóng về lớp học đi. Chút xíu nữa tiết sau của chúng ta sẽ gặp lại. Yeah. Bye bye thầy. Sau bao lâu quay lại trường? Ôi, các em học sinh đáng yêu quá. Ủa, sao xả rác tùm lum vậy? Mấy cái đứa này thiệt là tức quá đi. Trước tiên thầy chúc mừng các em vì đã vượt qua kỳ thi với điểm số cao nhất. Thầy cũng cảm ơn các em vì đã tạo cơ hội để cho thầy quay trở lại lớp chúng ta. Yeah. Khoan đã, nhưng các em đừng vội đắc ý vì các em mới vượt qua kỳ thi giữa học kỳ thôi. Còn nhiều kỳ thi phía trước đang đợi các em đó. Các em phải cố gắng vượt qua thử thách. Các em nên nhớ trong giờ học phải tập trung, không được chỉnh mãn, không được lơ là và đặc biệt không được ngủ trong lớp nghe chưa? Có nhiều đêm tôi trằn trọc băn khoăn, tôi không ngủ được. Ê, thầy lại tụng kinh đó rồi kìa. Không sao, thầy đã trở lại tụng kinh như vậy á, đúng là sảng khoái quá đi. Bà thấy vui á, tôi sắp buồn ngủ tới nơi rồi đấy nè. Bà yên tâm đi, tí xíu nữa tôi sẽ bày trò cho bà bớt buồn ngủ. Tất nhiên là phải ăn mừng chiến tích của lớp mình chứ. Đúng là lớp trưởng số 1 trong lần tôi đó. Các em có nhớ đến thầy không? Các em đi học có đầy đủ hay không? Vi! Nãy giờ tôi nói cái gì em có nghe rõ không? Dạ nghe. Được, em lên trên bảng viết lại hết cho tôi. Đi lên nhanh đi. Đi nhanh lên. Dạ. Không ai được nhắc hay cho. Đứa nào mà nhắc là lên trên đây luôn. Em lấy phân viết đi. Dạ. Thầy ơi, hôm nay lớp hết phấn rồi thầy. Mà em cũng chưa có đi mua luôn. Tôi đã dự tính trước được cái điều này rồi. Em yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị nguyên hộp phấn cho em luôn rồi nè. Viết đi. Dạ. Viết nhanh lên. Dạ.